bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 21, sau đó, từ Khương Khiêm trong phòng đứt quãng truyền ra thanh âm kỳ quái. Bạch sư tỷ ngươi chừng nào thì còn học xong châm cứu xoa bóp. Khương Khiêm nằm ở trên giường, lộ ra một bộ thích ý biểu lộ. Bạch phiêu tuyết một trận này xoa bóp, cảm giác toàn thân mỏi mệt trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Bạch phiêu tuyết nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, rất sớm cùng lục trưởng lão học, bắt đầu cho là không có ích lợi gì vũ tri địa, hôm nay ta nhìn ngươi tại trong tù xa chờ đợi lâu như vậy hơn nữa không thể sống động chắc chắn rất khó chịu cho nên ta liền định giúp ngươi đấm bóp một chút buông lỏng một chút mới đầu bạch phiêu tuyết học cái môn này châm cứu xoa bóp vì tại trước mặt đoạn ngọc thanh biểu hiện một chút thế nhưng là mỗi một lần đều bị cự tuyệt lần này cũng là nàng lần thứ nhất sử dụng châm cứu xoa bóp sau một hồi bạch phiêu tuyết rút ra toàn bộ ngân châm đứng lên khương khiêm ta đi về trước Khương Khiêm mặc vào quần áo, nhìn xem sắp rời đi Bạch Phiêu Tuyết, lập tức mở miệng hô, "Chờ một chút." Bạch Phiêu Tuyết nghe vậy, dừng bước, hơi nghi hoặc một chút ánh mắt nhìn về phía Khương Khiêm. Muộn như vậy, hắn đem ta gọi lại làm gì? Khó hiểu, hắn nghĩ. Ai nha, mắc cỡ chết người ta rồi. Mẫu thân đã từng nói, loại sự tình này, nhất định phải sau khi kết hôn mới có thể làm. Thế nhưng là, Khương Khiêm muốn bá vương ngạnh thượng cung làm sao bây giờ? Ta muốn hay không khuất phục nha? bạch phiêu tuyết một mặt thẹn thùng cúi đầu xuống khương khiêm một câu nói liền để nàng như thế minh man bất định kế tiếp khương khiêm đi tới bạch phiêu tuyết trước mặt tay phải cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bạch phiêu tuyết trên đầu bạch phiêu tuyết lập tức đỏ mặt đến mang tai đằng sau muốn muốn bắt đầu sao nàng chậm rãi nhắm mắt lại ngẩng đầu lên khương khiêm nhìn xem bạch phiêu tuyết bộ dạng này thần sắc có chút kỳ quái nàng đây là đang làm gì chẳng lẽ là vừa rồi châm cứu xoa bóp tiêu hao quá nhiều nguyên thần sao? do dự một chút sau, khương khiêm không có tiếp tục suy nghĩ nhiều thứ gì, bắt đầu đem thiên phong vạn giảm quyết quyền này công pháp truyền thâu đến bạch phiêu tuyết trong đầu. hai người một mực bảo trì cái này, bảo trì hơn nửa canh giờ. khương khiêm thu hồi tay phải, phun ra một hơi, cười nhạt nói, cảm giác quyền công pháp này như thế nào? địa giai hạ phẩm công pháp. bạch phiêu tuyết có chút kinh ngạc nhìn về phía khương khiêm. địa giai công pháp chính là tại tứ đại môn phái, cũng là rất ít bình thường nhiều nhất chính là nhân giai công pháp và hoàng giai công pháp. Hơn nữa, nàng phát hiện quyển này công pháp hoàn toàn chính là vì nàng đo thân mà làm. Khương Khiêm sờ lấy cái ót, nói, quyển công pháp này là ta tại cái kia bí cảnh bên trong, trong lúc vô tình lấy được. Ta bắt đầu là muốn cho ngươi, thế nhưng là ở giữa không phải ra một chút sự tình sao, ta không cẩn thận liền quên đi, đến bây giờ ta mới nghĩ tới. Bạch phiêu tuyết nghe vậy, nghĩ đến Khương Khiêm lấy được quyển công pháp này, trước tiên thế mà không phải nghĩ nuốt riêng, mà là suy nghĩ cho nàng cái này làm nàng vô cùng cảm động ngọt ngào nở nụ cười cám ơn ngươi không cần không cần coi như là vừa mới ngươi đối với ta đấm bóp thù lao à khương khiêm lắc đầu ngay sau đó lại mở miệng nói ra sắc trời cũng không sớm chúng ta ngày mai còn muốn xuất phát đi cổ khê chấn đâu ân ngủ ngon nói đi bạch phiêu tuyết liền quay người rời đi ngày kế tiếp sáng sớm thực khương khiêm bốn người bọn họ liền rời đi khách sạn bắt đầu hướng về Cổ Khê thôn đi đến. Trên đường, đám người bọn họ gặp phải một cái khách sạn. Các ngươi có nghe nói không, Cổ Khê thôn bị người trong ma đạo chiếm lĩnh, cũng không biết phải hay không thật sự. Thật sự, đoạn thời gian trước, anh ta đốn củi thời điểm, không cẩn thận đi ngang qua Cổ Khê thôn, các ngươi biết anh ta tại Cổ Khê thôn gặp cái gì không? Mau nói, không nên bán cái nút à. Cổ Khê thôn bầu trời mây đen dày đặc, bên trong thôn dân thống nhất mặc áo bào đen, đứng tại trong thôn, uống uống hài nhi huyết à. Phần này lời nói trong nháy mắt móc vào Khương Khiêm hứng thú, hắn đi thẳng tới, cười nhạt nói, không biết, ngươi nói hài nhi huyết là chuyện gì xảy ra à. Người kia nghe vậy, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Khương Khiêm, ngươi là ai, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Bịch, Khương Khiêm trực tiếp đem 10 cái tử huyền tệ ném tới trên mặt bàn, những thứ này đủ sao. Ha ha ha, đủ rồi đủ rồi, ta bây giờ lập tức nói cho công tử ngài. Người kia thái độ trực tiếp tới một cái 180 độ đảo ngược, một mặt nịnh hót đem tử huyền tệ bỏ vào trong túi. Tất nhiên công tử muốn nghe, ta liền nói kỹ càng một chút. Cái kia cái gọi là hài nhi huyết, căn cứ anh ta miêu tả, dường như là cầm vừa mới đầy thắng hài nhi chỗ ép thu được. Đơn giản không cần máu tanh, lúc đó, ta chỉ là nghe miêu tả, liền thẳng hiện ác tâm. Nhưng mà, anh của ta nói, những thôn dân kia hai mắt vô thần, tựa như là bị người nào khống chế. Trần cười cười nghe miêu tả, hai tay không khỏi siết chặt cả giận nói những thứ này ma đạo người thật sự là quá gây tổng thế mà điều khiển thôn dân uống hải nhi huyết khương khiêm chưa hề nói chút hai tay phụ sau hướng về phía tam nữ nói chúng ta đi thôi ân tam nữ gật đầu một cái lập tức đuổi theo kịp khương khiêm bước chân trần tiếu tiếu chạy chậm đến khương khiêm bên cạnh dò hỏi đại sư huynh ngươi cảm thấy chuyện này là ma tộc cái nào tông môn làm cho bỉ ngạn tông khương khiêm không chút nghĩ ngợi trả lời Bỉ Ngạn Tông, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là cái gì tiểu môn tiểu phái sao? Trần Tiếu Tiếu hơi nghi hoặc một chút cúi cái đầu nhỏ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Khương Khiêm hỏi, "Đại sư huynh, làm sao ngươi biết môn phái này?" Tại trong tàng thư các sách nhìn thấy, công pháp của bọn họ tu luyện chính là dựa vào hài nhi huyết. Khương Khiêm ung dung trả lời, "Hắn làm sao có thể đi tàng thư các loại kia nhàm chán chỗ, nhìn nhàm chán công pháp sách à? Biết đến những thứ này, chỉ là bởi vì hắn nhớ kỹ nguyên tắc kịch bản thôi dù sao đoạn kịch bản này thế nhưng là khương tử huyên gặp phải nàng số hai lớn liếm chó trọng yếu kịch bản hắn làm sao lại quên trần tiếu tiếu nghe vậy lại là một mặt ánh mắt sùng bái nhìn về phía khương khiêm đại sư huynh không chỉ có thực lực cường đại phẩm đức cao thượng lại còn học nhiều hiểu rộng như thế đơn giản so ta cái kia cái gọi là vị hôn phu mạnh hơn ngàn vạn lần nếu như không phải phụ thân cưỡng ép thông gia ta làm sao lại gả cho một người như vậy đâu Nghĩ đến chính mình cái kia cái gọi là vị hôn phu cùng Khương Khiêm vừa so sánh, nàng cũng cảm giác vô cùng thất lạc. Nếu như, đại sư huynh là vị hôn phu ta tốt biết bao nhiêu. Ý nghĩ này, không tự chủ được nổi lên, nàng không khỏi một mặt thẹn thùng cúi đầu xuống. Khương Tử Huyên lúc này đi lên trước, đi tới Khương Khiêm bên cạnh, cười nói. Đại sư huynh thật lịch sự to nhã à, thế mà hiểu nhiều như vậy, ta trước đó tại sao không có phát hiện chứ? Cái này Khương Tử Huyên lại tại lôi kéo ta lời nói quả nhiên không thể cùng nàng ở cùng một chỗ, cùng nàng ở cùng một chỗ không chỉ có nguy hiểm tính mạng, còn có bại lộ thân phận nguy hiểm. Hiểu sơ hiểu sơ. Tiếng nói vừa ra, bốn người dưới lòng bàn chân bỗng nhiên sáng lên huyết sắc pháp trận. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới lại còn bắt được, như thế tươi non bốn tên tu sĩ, nhâm nhi thưởng thức, nhất định rất mỹ vị à. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 22, một cái thân mang hắc bào nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở bốn người trước mặt. Khương Tử Huyên nhìn xem trước mắt người kia, hỏi, ngươi chính là, bỉ ngạn tông người. Vị cô nương này hảo nhãn lực gặp, không nghĩ tới lại còn nhận biết chúng ta bỉ ngạn. Nói đến một nửa, hắn chú ý tới Khương Tử Huyên bên hông đeo lệnh bài. Phía trên bỗng nhiên viết Thanh Sơn, hai chữ. Cái này Long Viêm Quốc, trên lệnh bài viết có Thanh Sơn hai chữ, không cần nghĩ cũng biết, nhất định chính là Thanh Sơn Tông. Thì ra các vị là Thanh Sơn Tông người à, chật chật chật, không nghĩ tới ta lại còn có thể thưởng thức được mỹ vị như vậy. Tiếng nói vừa dứt xong, chỉ thấy người kia tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, vây khốn khương khiêm bốn người huyết sắc pháp trận, bỗng nhiên sáng lên một hồi huyết sắc quang màng. Trần Tiếu Tiếu một mặt đau đớn ngã trên mặt đất, tay phải gắt gao bắt được trái tim. Đại Đại sư huynh. T. Bạch Phiêu Tuyết nhíu mày lại, cũng bắt đầu cảm giác trái tim vô cùng đau đớn, tay phải vung lên, vô số băng chùy trống rỗng xuất hiện, hướng về Hắc Bảo nam tử đánh tới. Nhưng mà, lại bị trận pháp trận Bạch Phiêu Tuyết biểu lộ càng thêm thống khổ, quá miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, chân châu kích cỡ tương đương đổ mồ hôi rơi xuống. "Ha ha ha, như thế nào thống khoái à? Ta trận pháp này thế nhưng là chúng ta bị ngạn tông một đại sát chiêu, ngươi không có nguyên anh cảnh, cũng không nên suy nghĩ có thể đi ra. Nếu như ngươi muốn cưỡng ép phá vỡ mà nói, liền muốn cân nhắc kỹ tiếp nhận tiếp xuống phản phệ. Ta bắt đầu càng ngày càng chờ mong, cắn nát các ngươi cái kia tựa như như trẻ con non nớt ra thịt, hút cái kia ngọt ngào huyết dịch." hắc bào nam tử làm càn cười to, tiếng cười càng lúc càng lớn. Cười đủ chưa? Khương Khiêm từng bước từng bước hướng về hắn đi tới. hắc bào nam tử nhìn xem từng bước từng bước đi tới Khương Khiêm, cười càng thêm làm càn. Ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra sao? Chết cười ta, ngươi có thể đi ra, ta tại chỗ ăn phân. Ăn phân thì không cần, dù sao ngươi cũng không có cơ hội kia. Tại hắc bào nam tử ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Khương Khiêm đi ra. Hơn nữa, trực tiếp thuấn di đến trước mặt hắn, một quyền trực tiếp đánh vào trên gương mặt của hắn. Răng rắc. Gió bắc băng lang chẳng biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp một ngụm tiếp nhận bay đổ mà đến hắc bảo nam tử. Cắn một cái, giòn. Hắc bảo nam tử sau khi chết, trận pháp cùng theo biến mất không thấy gì nữa. Trần tiêu tiêu nhất thời, cảm giác như chút được gánh nặng, hít thở sâu mấy lần. Tê, hô, ta cho là ta muốn chết vỉnh lên vỉnh, làm ta sợ muốn chết. Bạch Phiêu Tuyết cũng bắt đầu điều chỉnh khí tức của mình. Khương Tử Huyên người không việc gì một dạng đi tới Khương Khiêm bên cạnh, hỏi: "Vừa mới người kia nói, trận pháp kia không cách nào vây khốn Nguyên Anh cảnh người, chẳng lẽ ngươi đạt đến Nguyên Anh cảnh?" "Làm sao có thể, chỉ là trong lúc vô tình, để cho ta phát hiện trận pháp thiếu sót thôi." Khương Khiêm qua loa vài câu sau, liền xoay người đem gió Bắc Băng Lang thu hồi đến trong giới chỉ. Khương Tử Huyên nhìn xem Khương Khiêm lông mày nhíu một cái, nàng càng ngày càng xem không hiểu hiện nay Khương Khiêm Hắn giống như một quả cà rốt, lột ra một tầng, bên trong còn có một tầng. Ta sớm muộn sẽ đem ngươi hoàn toàn lột ra, sau đó, bốn người lại bắt đầu lại từ đầu hướng về cổ khê thôn đi đến. Bất quá, có phía trước đạo kia trận pháp mai phục, dẫn đến bắt đầu mỗi một bước bọn hắn đều vô cùng cẩn thận. Tại như thế thận trọng đi tới phía dưới, bốn người dần dần đi tới cổ khê thôn bên ngoài. Giống như chi khách sạn người kia nói tới, cổ khê thôn bầu trời mây đen dày đặc, lộ ra vô cùng kiềm chế. Bốn người trốn ở một gốc cây cao phía trên, lẳng lặng quan sát trong thôn một màn. Một cái phụ nữ ôm chặt lấy một cái hài nhi, nước mắt càng không ngừng chảy xuống lấy, van cầu các ngươi, không cần, không cần như vậy. Nhưng mà, những thôn dân kia tựa hồ căn bản vốn không để ý tới nàng cầu khẩn, cưỡng ép ôm đi con của nàng. Trần Tiếu Tiếu thấy cảnh này, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại bị Khương Khiêm cứng rắn kéo lại. Khương Khiêm lắc đầu, ra hiệu nàng đừng đi. Trần Tiếu Tiếu mười phần không hiểu quay đầu nhìn về phía Khương Khiêm, nhỏ giọng nói. Đại sư Huynh, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn cái kia hài nhi, bị tàn nhẫn như vậy đổ sát sao? Đương nhiên sẽ không, nhưng là bây giờ còn không thể ra tay. Khương Khiêm ánh mắt gắt gao nhìn về phía trong cao không mây đen. Nếu như, ta nhớ không lầm, cái kia đóa trong mây đen cất giấu một cái nguyên anh cảnh hậu kỳ cường giả. Những thôn dân này căn bản không phải bị khống chế, mà là tin vào bỉ ngạn tông chuyện ma quỷ, đang tu luyện ma công. Từng bước từng bước, trở thành tên kia nguyên anh cảnh cường giả chất dinh dưỡng, trợ hắn nhất cử đột phá đến xuất khiếu cảnh. Bây giờ ra ngoài không khác là đà thảo kinh xà, nhất định phải chờ chờ tên kia nguyên anh cảnh cường giả sau khi xuất hiện mới có thể ra kích. Khương Khiêm, Trần Sư muội đã xông ra. Khương Tử Huyên mở miệng nhắc nhở. Cái quái gì? Khương Khiêm nhìn lại, phát hiện Trần cười cười quả thật biến mất không thấy. Ánh mắt lập tức nhìn về phía cổ khê thôn phương hướng, Trần cười cười ra hỏa này quả nhiên đã chạy đến trong thôn, ngăn cản đây hết thảy. Khương Khiêm che mặt thở dài, chuẩn bị xuất kích, nghĩ cách cứu viện Trần Tiếu Tiếu. Ta thực sự là bị ngươi hại chết, Trần Tiếu Tiếu. Một giây sau, Khương Khiêm lập tức mang theo Bạch Phiêu Tuyết cùng Khương Tử Huyên hai nữ vọt tới. Trần Tiếu Tiếu ánh mắt tức giận đứng tại bọn hắn tiến hành cùng tế chỗ, giận dữ hét: "Các ngươi nhanh lên tỉnh táo lại, Bỉ Ngạn Tông, các ngươi đám hỗn đản này, thế mà hút Hải nhi máu tươi." Tiếng nói vừa dứt xong, Trần Tiếu Tiếu trực tiếp đoạt lại tên kia hài nhi, nhìn xem trong tã lót Hải nhi nàng lộ ra một nụ cười sau thuấn thân đi tới tên kia phụ nữ trước người thận trọng đem hài nhi đưa cho nàng phụ nữ lại tại lúc này lộ ra lướt qua một cái âm hiểm cười trong tay phải bốc lên một cây thủy thủ hướng về không phòng bị chút nào trần tiếu tiếu đâm tới trần tiếu tiếu con ngươi co rụt lại nàng tại sao không có nghĩ đến cái này phụ nữ thế mà lại ám sát nàng nhưng mà hiền lành nàng theo bản năng thế mà còn là nghĩ bảo vệ trong ngực Hải nhi ta thật không biết nên nói ngươi thiện lương vẫn là thánh mẫu. Khương Khiêm bỗng nhiên xuất hiện, một cước trực tiếp đá bể người kia đầu. Trần Tiếu Tiếu nghe được Khương Khiêm lời nói, lập tức ngẩng đầu lên, mở mắt. Đại sư Huynh, thật, thật xin lỗi. Có lỗi với mà nói, chờ thêm một hồi lại nói, ngươi mang theo trẻ sơ sinh này rời đi trước. Khương Khiêm lập tức mở miệng ra lệnh. Trần Tiếu Tiếu do dự một chút, cuối cùng vẫn là mang theo Hải Nhi quay người chạy đi. Ba ba ba. Vài tên bỉ ngạn tông đệ tử lúc này, bỗng nhiên đi ra, trong đó dẫn đầu là một tên tóc đỏ nữ tử nàng một mặt cười tà nhìn xem khương khiêm bọn hắn thanh sơn tông các vị khách quý chúng ta thế nhưng là đợi rất lâu à xem ra tên kia thời điểm chết các ngươi liền đã chú ý tới chúng ta à khương khiêm không chút nào bất ngờ cười nhạt không tệ hắn vừa chết ta liền chú ý tới các ngươi cho nên ta ở cái địa phương này một mực chờ lấy các ngươi nữ tử cười tà một tiếng sau đưa tay phải ra chỉ hướng khương khiêm bọn hắn lên giết bọn hắn mà các ngươi lại là danh môn chính phái, không thể giết hại những thứ này vô tội dân chúng à?" Nói đi, trên mặt của nàng lộ ra một bộ tươi cười đắc ý. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành, tập 23. Một giây sau, nữ tử kia một mặt khiếp sợ nhìn xem, Khương Khiêm tay phải trực tiếp bóp vỡ trong đó một tên thôn dân đầu người. Đại lượng óc trong nháy mắt bắn ra. Khương Khiêm lắc lắc trên tay phải máu tươi, cười lạnh nói, "Bất quá, cũng chỉ là một chút rơi vào ma đạo." không có chút nào nhân đạo ma đầu thôi. Đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi đám người kia cũng không cần giả dạng làm một bộ bị khống chế bộ dáng. Tiếng nói vừa dứt xong, những người kia vẫn như cũ hai mắt vô thần hướng về Khương Khiêm đi tới. Không bại lộ, đã như vậy mà nói, nhưng là chưa có trách ta không khách khí. Khương Khiêm trực tiếp thuấn di đến bọn hắn trong đám, một tay một cái thôn dân. Rất nhanh, hơn 10 tên thôn dân trực tiếp chết ở trong tay của hắn. Khương Khiêm tay phải bắt được một cái đầu lâu, tiện tay ném về nữ tử kia, đưa cho người lễ vật. Nữ tử tay phải vung lên, cái đầu kia trực tiếp bị một phân thành hai. Nàng tại sao không có nghĩ đến, Khương Khiêm thế mà lại không chút do dự trực tiếp ra tay giết những thôn dân này. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, ta không muốn trường sinh, ta không muốn trường sinh. Cứu mạng, cứu mạng à, ta còn muốn tiếp tục sống sót. Ta không muốn tu luyện, ta chỉ muốn sống sót. Những thôn dân kia giả bộ không được nữa, quân lính tan rã, hướng về bốn phía chạy. Khương Khiêm lập tức mở miệng ra lệnh, giết sạch bọn hắn. Khương Khiêm. Khương Tử Huyên nghe vậy, có chút ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Khương Khiêm. Ngàn phong vạn dặm. Bạch phiêu tuyết tại đối mặt Khương Khiêm mệnh lệnh, không có một chút do dự, trực tiếp sử dụng công pháp. Trong nháy mắt. Cổ khê thôn trong nháy mắt bị băng phong, những cái kia chạy chối chết thôn dân, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị đông cứng ở. Bạch phiêu tuyết chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, những thôn dân kia trong nháy mắt biến thành vụn băng giết những thôn dân này sau bạch phiêu tuyết lập tức đi tới khương khiêm trước người khương khiêm tất cả giết sạch ân lợi hại không nghĩ tới một đêm ngươi liền đem thiên phong vạn giảm quyết tu luyện đến trình độ này khương khiêm không nghĩ tới vẻn vẹn một buổi tối bạch phiêu tuyết lại có thể đem thiên phong vạn giảm quyết tu luyện đến loại này trình độ chứng minh thiên phú của nàng cũng không thấp chỉ cần nàng có thể tiếp tục sống sót như vậy về sau nhất định cũng là chúa tể một phương tồn tại bạch phiêu tuyết nghe được khương khiêm tán dương nàng lộ ra nụ cười vui vẻ, hi 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 ha ha, không có không có. nữ tử kia nhìn một màn trước mắt, không khỏi khẽ giật mình, sau đó rất nhanh phản ứng lại, ánh mắt hung ác nhìn xem khương khiêm bọn hắn, giết bọn hắn. ra lệnh một tiếng, những cái kia bỉ ngạn tông đệ tử lập tức vọt lên. phượng quyền, một tiếng khẽ kêu, khương tử huyên tay phải nắm chắc thành quyền, quả đấm bên trên bắt đầu bám vào hỏa diễm, bởi vì bạch phiêu tuyết mà dẫn đến nhiệt độ không khí thấp hiện nay lại bởi vì khương tử huyên nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên dẫn đến chung quanh kết băng toàn bộ đều hòa tan thành thủy một quyền vung ra tựa như một cái hỏa phượng xuất thế vô cùng nóng bỏng lóa mắt dùng tốc độ cực nhanh hướng về những cái kia bỉ ngạn tông đệ tử đánh tới ta dựa vào đây là chiêu thức gì con mẹ ngươi thanh sơn tông lúc nào có dạng này hai cái thiên phú yêu nghiệt đệ tử ta đoán chừng là không chịu đựng nổi cận kề cái chết đạo hữu không chết bần đạo các vị sư huynh đệ ngượng ngùng mọi người thấy cường đại như thế nhất kích đều là dọa đến không dám chống cự từng cái toàn bộ lựa chọn từ bỏ chống lại quay người chạy trốn giống lúc này gió bắc băng lang đột nhiên xuất hiện đem những thứ này chạy trốn bỉ ngạn tông đệ tử toàn bộ nhai nát nuốt vào hắn trong bụng chỉ chốc lát sau bỉ ngạn tông đệ tử liền chỉ còn lại có nữ tử kia một người khương khiêm ngồi ở gió bắc băng lang trên lưng ánh mắt cũng không nhìn về phía nữ tử kia mà là lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm trên không cái kia đóa mây đen còn không dự định xuống sao khương khiêm cảnh giác bên trên mây đen nguyên anh cảnh cường giả mà khương tử huyên bây giờ một quyền trực tiếp đánh về phía nữ tử kia một cái hỏa phượng lớn tiếng kêu lớn ánh mắt sắc bén hướng về nữ tử kia đánh tới thiên hoa thất tinh trưởng nữ tử kia lập tức nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng vỗ hướng khương tử huyên công kích của nàng tại trước mặt khương tử huyên một quyền kia lộ ra yếu đuối như vậy đáng thương hỏa phượng xé nát một trường kia hướng về nữ tử kia công kích mà đến. Bỗng nhiên, một tia chớp từ bên trên mây đen rơi xuống, cứng rắn đem hỏa phượng đánh thành một cái nát bấy. Khương Tử Huyên thấy vậy con ngươi co rụt lại, vô ý thức lui về sau một bước, ánh mắt lập tức nhìn về phía trên không mây đen. Phía trên có người. Bạch phiêu tuyết cũng phát hiện, tuy có chút kinh ngạc, nhưng mà nàng rất nhanh phản ứng lại. Lập tức làm ra tư thế chiến đấu. Khương Khiêm lại không có bất luận cái gì kinh ngạc, ngược lại lộ ra mười phần tỉnh táo. Rốt cuộc phải xuống sao. Nữ tử kia nhìn xem trước mặt dư lôi, nhịn không được phá lên cười, làm càn cười lớn. Tông chủ bế quan kết thúc, toàn bộ các ngươi đều chờ đợi đi chết đi. Tiếng nói vừa ra. Trên không mây đen bỗng nhiên bắt đầu nhấp nhô, vô số lôi điện giống như như trường long, ở trong đó lăn lộn. Một giây sau, một tia chớp đánh xuống tại mặt đất, gây nên cái kia đầy trời bụi trần. Bụi trần tán đi. Một cái người mặc trường bào màu đỏ ngòm, hai đầu lông mày có thêu hoa bỉ ngạn ấn ký nam tử trung niên xuất hiện ở trước mắt mấy người hắn nhìn xem thi thể đầy đất, xoay người nhìn nữ tử kia, ngữ khí lạnh nhạt dò hỏi, tế phẩm đâu? Ta không phải là nói, ta sau khi xuất quan, cần những tế phẩm này sao? Nữ tử kia nghe vậy, lập tức quỳ trên mặt đất, vội vàng mở miệng giải thích, vốn là tế phẩm cũng đã chuẩn bị xong, thế nhưng là, thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Hắn trực tiếp bóp nữ tử kia gương mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn xem nàng. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, nữ tử kia lập tức cảm giác rơi vào vạn trượng trong hầm băng đồng dạng, toàn thân lông tơ dựng ngược. Bị, bị bọn hắn giết sạch, chính là mấy cái này thanh sơn tông đệ tử. Nữ tử kia vội vàng chỉ hướng khương khiêm bọn hắn. Tiếp đó, một giây sau, đầu lâu của nàng liền trực tiếp chuyển 180 độ. Trung niên nam nhân giống như ném rác rưởi đem nàng trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía khương khiêm bọn hắn, chú ý tới bạch phiêu tuyết cùng khương tử huyên sau, tà mị nở nụ cười. Hai cỗ thần thể, ăn các ngươi hai cái, Thực lực của ta nhất định có thể bước vào xuất khiếu cảnh, thậm chí phân thần cảnh. Nói xong, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy tham lam. Khương Khiêm cưỡi gió Bắc Băng Lang đi tới hai nữ phía trước, đối mặt với nam tử trung niên, cười nhạt nói: "Cao tuổi rồi, cũng không cần nhớ thương tiểu cô nương, không bằng suy tính một chút tiểu thịt tươi như thế nào à? A, à, ngươi lại có thể thuần phục gió Bắc Băng Lang, xem ra ngươi ngự thú kỹ xảo rất mạnh à. Nhưng mà, ngươi sẽ không lấy bằng vào một cái ngũ gia yêu thú." liên có thể chống đối với ta à nói đi một cỗ nguyên mới anh cảnh là uy áp trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ cổ khê thôn khương tử huyên cùng bạch phiêu tuyết đều là cả kinh cơ hồ chăm miệng một lời hô nguyên anh cảnh ha 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 không tệ như vậy ngươi còn cho rằng bằng vào một cái ngũ gia yêu thú có thể đánh thắng ta sao nam tử trung niên một mặt hài hước nhìn xem khương khiêm hắn chờ mong khương khiêm trên mặt cái kia tuyệt vọng và biểu tình khiếp sợ thế nhưng là Khương Khiêm trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì tuyệt vọng cùng chấn kinh, ngược lại mười phần tỉnh táo cười nhạt nói. Một con yêu thú. Ta có nói qua, ta chỉ có một con yêu thú sao. Hưu. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 24. Lôi diễm phi vũ ưng đột nhiên xuất hiện ở Khương Khiêm bên cạnh. Cái kia cỗ yêu thú cấp 6 uy áp, trực tiếp cùng nam tử trung niên uy áp đụng vào nhau. Nam tử trung niên một mặt ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cái kia hàng thật giá thật lôi diễm phi vũ ưng. Làm sao có thể, Hắn chỉ là một cái tâm động cảnh sơ kỳ ngự thú sư, làm sao có thể thuần phục yêu thú cấp 6, đây không có khả năng. Chớ nói chi nam tử trung niên cảm nhận được kinh ngạc, chính là Bạch Phiêu Tuyết cùng Khương Tử Huyên hai nữ đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Khương Khiêm, lúc nào thuần phục một cái yêu thú cấp 6? Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn chờ tại tông môn bên trong, căn bản không có ra ngoài. Khương Tử Huyên tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ, hắn tại bên trong bí cảnh thời điểm liền thu được cái này chỉ yêu thú cấp 6. Không phải, không có khả năng này, hắn đến tục cùng thu được cái gì truyền thừa. Lại có thể thuần phục yêu thú cấp 6. Nàng bắt đầu càng ngày càng hiếu kỳ khương khiêm đến cùng thu được cái gì cường đại truyền thừa. Vẹn vẹn chỉ là truyền thừa này, thế mà liền có thể lệnh khương khiêm nắm giữ thuần phục yêu thú cấp 6 thực lực. Khương khiêm nhảy tới trên lôi diễm phi vũ lưng chim ưng sống lưng, mang theo hắn, bay về phía ô vân chiến đấu. Hưu, lôi diễm phi vũ ưng hiểu gật đầu một cái nó miệng phun lôi diễm bắt đầu bức bách nam tử trung niên bay về phía bên trên mây đen đường tỷ bạch sư tỷ hai người các ngươi chờ tại chỗ bên trên ta lập tức liền sẽ trở lại tiếng nói vừa dứt xong khương khiêm cùng lôi diễm phi vũ ưng dần dần biến mất ở nồng đậm trong mây đen trên mặt đất khương tử huyên cùng bạch phiêu tuyết chỉ có thể đứng tại trên mặt đất nhìn xem hai người các nàng mặc dù có thể điều khiển phi kiếm bay đến trong mây đen thế nhưng là đối thủ chính là Nguyên Anh cảnh hậu kỳ cường giả. Hai người bọn họ đi qua, bất quá cũng chỉ là kéo Khương Khiêm chân sau. Đột nhiên, Khương Tử Huyên chú ý tới một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, nàng lập tức nhìn về phía bóng đen trốn hướng về chỗ. Bạch phiêu tuyết, ta đi cái kia chỗ nhìn một chút, ta tựa hồ thấy được, có bỉ ngạn tông dư nghiệt hướng về cái chỗ kia chạy trốn. Ân. Bạch phiêu trình tuyết gật đầu một cái. Sau đó, Khương Tử Huyên quay người hướng về cái kia chạy tới. Trong mây đen, Khương Khiêm ngồi ở trên lôi diễm phi vũ lưng chim ưng, nhàn nhã nói: "Bỉ Ngạn Tông tông chủ Tôn Tiền Lăng, tu luyện công pháp vì vạn ma pháp huyết tàn thiên." Tôn Tiền Lăng nghe được Khương Khiêm lời nói, xuất hiện ở trước mặt, hắn không có phía trước cỗ này không coi ai ra gì khí thế. Ngược lại, lông mày nhíu chặt nhìn xem Khương Khiêm, "Làm sao ngươi biết nhiều như vậy, còn có ngươi như thế biết ta tu luyện vạn ma pháp huyết là tàn thiên?" "Ta làm sao có thể không biết, bởi vì còn lại vạn ma pháp huyết bị Đoạn Ngọc Thanh tìm được." Hơn nữa tu luyện thành công. Điểm này thì không khỏi không bội phục Đoạn Ngọc Thanh Thiên Phú, thiếu đi tiền bộ phân công pháp, hắn đều có thể tu luyện được. Hơn nữa, đem hắn bổ tu, mặc dù hao tốn hơn 300 năm thời gian. Khương Khiêm lần này đơn độc tìm Tôn Tiền Lăng, chính là vì nhận được cái kia Vạn Ma Pháp Huyết Tàn Thiên. Bản đầy đủ Vạn Ma Pháp Huyết thế nhưng là một dạng không cách nào phán định cấp bậc công pháp. Mặc dù, giấc mộng của mình là làm một đầu cá ướp muối thế nhưng là cái kia cũng muốn làm một đầu có thực lực cá ướp muối. Cũng không thể trở thành nhân ra trên thớt cá ướp muối, mặc người chém giết. Ai biết được, vạn nhất ta tại ngươi trong ma tộc có nội ứng đâu. Khương Khiêm mỉm cười mà đạo. Tôn Tiền Lăng nghe vậy, lạnh rên một tiếng, chờ ta đem ngươi đánh cái gần chết, tự nhiên là có thể được đến đáp án. Phải không? Trên thân Khương Khiêm bỗng nhiên quấn quanh lấy một cỗ hắc khí, hai mắt biến thành huyết sắc, cười tà một tiếng. Hắn giờ phút này, so tôn tiền lăng còn muốn giống ma người trong đạo. Ha ha, đúng là mỉa mai à, trên đời này nổi danh chính phái tông môn thanh sơn tông, bên trong đệ tử thế mà tu luyện ma công. Tôn tiền lăng khinh thường cười lạnh một tiếng. Khương khiêm xem thường, vỗ vỗ lôi diễm phi vũ ưng đầu, tiến lên. Hưu, lôi diễm phi vũ ưng ngửa đầu kêu lên một tiếng sau, hướng thẳng đến tôn tiền lăng công kích mà đến. Tôn tiền lăng hai tay quấn quanh lôi điện, phun ra một ngụm chọc khí, vung ra mấy đạo lôi điện lại bị bé nhạy lôi diễm phi vũ ưng dễ như trở bàn tay tránh thoát. Xem ra, không chăm chú là không được. Bằng không thì, ta có thể thật sự liền sẽ chết tại đây chỉ chết ưng song chảo phía dưới. Một giây sau, quấn quanh ở tôn tiền lăng trên người lôi điện từ từ bắt đầu biến thành huyết hồng sắc, trong không khí thậm chí còn tản ra một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Tiểu tử, cái này đều là ngươi bức ta. Tôn tiền lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lôi điện trong nháy mắt đem hắn bao vây lại. Cuối cùng, biến thành một tòa cao lớn uy vũ huyết sắc lôi điện cự nhân, trên người tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Tôn Tiền Lăng nhìn xuống Khương Khiêm, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, đến trên hoàng tuyền lộ, báo tên của ta, nói không chừng có thể để ngươi trước tiên đầu thai. Tiếng nói vừa dứt xong, một tấm to lớn vô cùng lôi trưởng hướng về Khương Khiêm đâm đầu vào đánh tới. Không có hoàn toàn chuẩn bị, ta làm sao có thể một người đi lên cùng ngươi chiến đấu à? Khương Khiêm không chút hoang mang giơ lên tay phải, từng đạo hắc khí trong nháy mắt quấn chặt lấy đạo kia lôi điện cự trưởng. Đồng thời, Lôi Diễm Phi Vũ Ưng điên cuồng hướng về Tôn Tiền Lăng lôi hỏa cầu. Dẫn đến, hắn chỉ có thể đi trước giải quyết Lôi Diễm Phi Vũ Ưng, tạm thời mặc kệ khói đen kia. Nhưng mà, theo thời gian đưa đẩy, Tôn Tiền Lăng thân thể thế mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ nhỏ dần. Trái lại, Khương Khiêm khí tức càng ngày càng cường đại, thậm chí tại chỗ đột phá đi thẳng đến tâm động cảnh hậu kỳ. Rất rõ ràng Khương Khiêm thông qua cái kia cỗ hắc khí đem Tôn Tiền Lăng sức mạnh cho hút rơi mất. Đây cũng là vạn ma thánh thể nghịch thiên kỹ năng một trong, tương tự với Bắc Minh thần công. Có thể hút bất luận cái gì ma công sức mạnh, chuyển hóa làm lực lượng của mình. Nhưng mà có cái hạn chế, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhiều sử dụng sẽ triệt để bị ma khí khống chế, hóa thành chỉ biết là tàn sát cỗ máy giết người. Hơn nữa, lại thêm có lôi diễm phi vũ ưng cái này chỉ yêu thú cấp 6 đang không ngừng quấy nhiễu hắn. Khiến cho Khương Khiêm, có thể tốt hơn lại mau hơn hút cỗ lực lượng này. Rất nhanh, Tôn Tiền Lăng sắc mặt dần dần bắt đầu biến tái nhợt, trong thân thể sức mạnh bắt đầu càng ngày càng ít. Hắn muốn tránh thoát mở những thứ này khói đen, thế nhưng lại phát hiện bây giờ mình đã mất đi khí lực. Hắn bây giờ đã là trên thớt cá, mặc người chém giết. Một lát sau, một cái tay đem Tôn Tiền Lăng từ trong hắc vụ trực tiếp kéo đi ra, mà người này không phải những người khác, chính là Khương Khiêm. Khương Khiêm tay phải gắt gao bóp lấy Tôn Tiền Lăng cổ, chưa hề nói một câu nói, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy. Tôn Tiền Lăng tùy theo khí tuyệt bỏ mình, hơn nữa, trong cơ thể một cái giống đứa bé sơ sinh khí thể cũng bị Khương Khiêm hút không còn một mảnh. Hắn lấy xuống chứa đựng giới chỉ sau, liền tiện tay đem thi thể trực tiếp ném cho Lôi Diễm Phi Vũ Ưng. Lôi Diễm Phi Vũ Ưng gặp ném tới thi thể, không chút do dự trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu, đem hắn một ngụm nuốt vào. Loại này nguyên anh cảnh tu sĩ nhục thể, đối với bọn chúng yêu thú tới nói thế nhưng là vật đại bổ. Khương Khiêm một lần nữa ngồi ở lôi diễm phi vũ lưng chim ưng sống lưng bên trên, nhìn xem trong tay chứa đựng giới chỉ. Nhưng mà, một giây sau, chứa đựng giới chỉ tản mát ra một đạo quỷ dị hồng quang, trong nháy mắt lồng phủ lên Khương Khiêm cùng lôi diễm phi vũ ưng. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 25. Con mẹ ngươi, bị tôn tiền lăng ra hỏa này ám toán một đạo. Khương Khiêm nhìn xem trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn lôi diễm phi vũ lưng chim ưng bộ bên trên, xuất hiện một đạo trận pháp dẫn đến lôi diễm phi vũ ưng cảm xúc bắt đầu dần dần không ổn định khắp nơi bay loạn ánh mắt trở nên vô cùng hung ác khương khiêm ánh mắt nhìn về phía đạo kia trận pháp nói hơi nhẫn nại một chút lập tức liền biến mất tiếng nói vừa dứt xong khương khiêm chuẩn bị từ chứa đựng trong giới chỉ chuẩn bị lấy ra trận pháp máy làm nhiễu thời điểm lôi diễm phi vũ ưng bỗng nhiên bắt đầu bạo tẩu trực tiếp bổ nhào phía dưới mục tiêu càng là trên mặt đất bạch phiêu tuyết Bạch Phiêu Tuyết nhìn xem bổ nhào thẳng xuống dưới Lôi Diễm Phi Vũ Ưng, lập tức chú ý tới không thích hợp. Lôi Diễm Phi Vũ Ưng tựa hồ bị khống chế một dạng. Trên người nàng bắt đầu bay xuống bông tuyết, chung quanh nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Thở ra một ngụm hàn khí, trên mặt đất bắt đầu dần dần kết băng. Mắt thấy khoảng cách vẻn vẹn không đến 20m. Trước mặt nàng dần dần bốc lên một cây băng trụ, chuẩn bị tùy thời kiềm chế Lôi Diễm Phi Vũ Ưng công kích. Một giây sau, Lôi Diễm Phi Vũ Ưng bỗng nhiên khôi phục thanh tỉnh lập tức đình chỉ bổ nhào thay đổi phương hướng một lần nữa phi hành không chung chậm rãi nó dần dần bình ổn ở thân hình khương khiêm không khỏi phun ra một hơi một lần nữa thu hồi trận pháp máy làm nhiễu hô kém một chút làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ta muốn chết vểnh lên vểnh nếu như không có trận pháp này máy làm nhiễu mà nói đoán chừng ta có thể thật muốn ngòm củ tỏi nói đi hắn một lần nữa mở ra chứa đựng giới chỉ phát hiện bên trong còn có đủ loại thứ kỳ kỳ quái quái tử huyền tệ không sai biệt lắm cũng có hơn một vạn. Cái này, tốt xấu một cái tông môn chi chủ, trên thân thế mà mới mang theo một vạn mấy tử huyền tệ, có phần quá keo kiệt một chút à. Khương Khiêm không khỏi chửi bậy một câu, sau đó ánh mắt lập tức bị một bản không chọn vẹn công pháp hấp dẫn. Chính là, cái này. Khương Khiêm lập tức đem cái kia bản vạn ma pháp huyết tàn thiên, từ chứa đựng trong giới chỉ rút ra. Sau đó, đem hắn bỏ vào chính mình chứa đựng trong giới chỉ. Chỉ chốc lát sau, lôi diễm phi vũ ưng bay xuống một lần nữa rơi vào trên mặt đất nó ánh mắt tràn ngập áy náy nhìn xem bạch phiêu tuyết mặc dù phía trước nó bị khống chế nhưng mà những ký ức kia vẫn như cũ tồn tại trong đầu của nó bạch phiêu tuyết đi tới lắc đầu không có việc gì ta biết ngươi là bị khống chế nói xong ánh mắt nàng nhìn về phía mới vừa từ lôi diễm phi vũ lưng chim ưng bên trên nhảy xuống khương khiêm mở miệng dò hỏi cái kia đại ma đầu chết không có ân bị lôi diễm phi vũ ưng ăn hết Khương Khiêm nói đi, liền đem lôi diễm phi vũ ưng thu hồi đến ngự thú trong giới chỉ. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Bạch Phiêu Tuyết, mỉm cười nói: "Bạch sư tỷ, làm phiền ngươi không nên đem ta nắm giữ yêu thú cấp 6 sự tình nói ra. Kính nhờ, coi như là bí mật giữa chúng ta có hay không hảo." Lời này vừa nói ra, "Bí mật giữa chúng ta?" Hi hi. Bạch Phiêu Tuyết có chút thẹn thùng gật đầu một cái. Khương Khiêm nhìn thấy Bạch Phiêu Tuyết đáp ứng, không khỏi thở dài một hơi, lúc này hắn mới chú ý tới Khương Tử Huyên biến mất không thấy. Khương Tử Huyên đâu? Khương Khiêm không khỏi mở miệng dò hỏi. Bạch phiêu tuyết chỉ chỉ phải Khương Tử Huyên rời đi phương hướng, nàng hướng về cái hướng kia rời đi. Khương Khiêm ánh mắt nhìn về phía cái chỗ kia. Ngô Phi Vũ đang chàng sao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này tương lai ma đế đến cùng hình dạng thế nào. Bạch Sư tỷ, làm phiền ngươi đi Trần Tiếu Tiếu bên cạnh, trợ giúp nàng, ta đi xem một chút Khương Tử Huyên có phải hay không gặp nguy hiểm gì. Ân. Bạch Phiêu Tuyết mặc dù có chút không muốn cùng Khương Khiêm tách ra, nhưng mà đối mặt Khương Khiêm lời nói, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ tuân thủ. Hai người chia binh hai đường, hướng về hai cái hoàn toàn ngược lại phương chạy tới. Khương Khiêm chỉ chốc lát sau, liền tìm được Khương Tử Huyên, hắn trốn ở trên một thân cây, che giấu khí tức của mình. Ngồi ở trên nhánh cây, lặng lặng nhìn một màn trước mắt. Khương Tử Huyên đứng một bộ hôn mê trước mặt nam tử, không cần nghĩ, nam tử này nhất định chính là Ngô Phi Vũ nàng bỗng nhiên móc ra chủy thủ không chút do dự trực tiếp đâm vào ngô phi vũ nơi tim sau đó rút ra đại lượng máu tươi giống như suối phun đồng dạng phun ra ngoài nàng ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem một màn này lạnh rên một tiếng giết hại hài nhi ngươi chết chưa hết tội nói đi nàng liền trực tiếp quay người rời đi nơi này khương khiêm khóe miệng giật giật hắn có chút không dám tin tưởng nhìn xem ngã vào trong vũng máu ngô phi vũ con mẹ ngươi cái này mẹ nó là trị liệu xác định không phải giết người. Mặc dù trong nguyên tác liên quan tới Khương Tử Huyên trị liệu Ngô Phi Vũ là sơ lược, không có quá nhiều miêu tả. Nhưng mà, cái này mẹ nó tuyệt đối không phải cứu người, mà là giết người. Chẳng lẽ, là bởi vì ta tham gia, dẫn đến kịch bản xảy ra một chút biến hóa sao? Đang lúc Khương Khiêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngã vào trong vũng máu Ngô Phi Vũ nơi ngực, leo ra ngoài một đầu cổ trùng. Cổ trùng rời đi cơ thể của Ngô Phi Vũ, cuối cùng bị một con chim sẻ tha đi ăn. Kỳ quái là, Ngô Phi Vũ vết thương nơi ngực miệng thế mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ta mẹ nó, đây là cái gì thể chất, đều đâm xuyên qua trái tim, lại còn có thể khép lại. Tại Khương Khiêm vô cùng dưới ánh mắt kinh ngạc, Ngô Phi Vũ từ từ tỉnh lại, mở mắt. Hắn đỡ còn có chút đau đớn đầu, bỗng nhiên hắn đứng lên, một mặt kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn về phía bộ ngực mình. Cổ trùng, biến mất. Ngô Phi Vũ một mặt chấn kinh, sau đó trên mặt viết đầy vui sướng. Ha 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 ha, ta cuối cùng không cần lại bị ngạn tông cho thao túng. Đúng, nhất định là cái kia nữ tu sĩ cứu ta một mạng, thiệt thòi ta còn tưởng rằng nàng là muốn tới giết ta, nguyên lai là tới cứu ta. Nếu ta về sau trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ báo ân. Ngô Phi Vũ ánh mắt nhìn Khương Tử Huyên phương hướng rời đi. Nhìn rất lâu, hắn mới lưu luyến không rời xoay người rời đi. Trốn ở trên cây khương khiêm, nhìn thấy Ngô Phi Vũ biểu hiện, khóe miệng giật giật. Cực độ bó tay rồi. Không phải Nhân gia mới vừa rồi là thật sự muốn giết ngươi. Bất quá, nói theo một ý nghĩa nào đó, Khương Tử Huyên chính xác thuộc về ngươi ân nhân cứu mạng. Được rồi được rồi, đây đều là Khương Tử Huyên cùng nàng liếm chó hậu cung sự tình, không liên quan gì đến ta. Nói đi, Khương Khiêm liền quay người rời đi, biến mất ở trong rừng cây. Chỉ chốc lát sau, Khương Khiêm đi tới cổ Khê thôn thôn cửa ra vào thời điểm, liền thấy được Bạch Phiêu Tuyết các nàng tam nữ đã đứng ở nơi đó. Khương Tử Huyên đi tới Khương Khiêm trước mặt, cười nhạt hỏi: Khương Khiêm nghe nói, ngươi vừa rồi tại tìm ta. Đúng, bất quá, ta thời điểm chạy nhầm phương hướng, căn bản không có tìm được ngươi. Khương Khiêm bất đắc dĩ khoát tay áo. Khương Tử Huyên nghe vậy, mỉm cười mà nói, phải không, không nghĩ tới ngươi thế mà quan tâm ta như vậy nha. Vừa nói vừa đi hướng Khương Khiêm. Khương Khiêm lập tức lui về phía sau, nhìn xem ép tới gần Khương Tử Huyên, cười khan nói, "Đường, Đường tỷ, ngươi có chuyện gì không?" Ngừng Bạch Phiêu Tuyết lập tức ôm lấy Khương Khiêm cánh tay phải, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn xem Khương Tử Huyên, hướng nàng tuyên thệ chủ quyền. Khương Tử Huyên thấy vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể dừng bước. Cái kia, cái gì? Đứa bé này nên làm cái gì? Trần Tiếu Tiếu lúc này, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành, tập 26. Khương Khiêm nghe vậy, đi tới Trần Tiếu Tiếu trước mặt, nhìn xem ngủ say hài nhi, đề nghị, không bằng đem hắn giao cho cái gì những người khác nuôi dưỡng như thế nào thế nhưng là ta lo lắng những người khác sẽ đối với đứa bé này không tốt trần tiếu tiếu có chút bận tâm nói khương tử huyên lúc này không có hảo ý cười nói vậy liền để đại sư huynh của ngươi phụ thân nuôi dưỡng à dù sao hắn có kinh nghiệm đại sư huynh của ngươi chính là hắn một thân một mình tay phân tay nước tiểu nuôi dưỡng lớn lên ta dựa vào ngươi cái này xấu bụng nữ không chỉ có không buông tha ta còn muốn tai họa phụ thân ta cái này mẹ nó tuyệt đối là báo thủ riêng. Không phải, phụ thân ta đều hơn 60 tuổi, thật vất vả đưa tiễn ta cái tai họa này, nếu như lại. Nói đến một nửa, Khương Khiêm cảm nhận được Trần Tiếu Tiếu cái kia ánh mắt khẩn cầu. Cái này, Khương Khiêm do dự, hắn thật sự là chịu không được, dáng dấp cô gái khả ái như vậy thỉnh cầu. Ta đã biết, chúng ta trước hết đi thiên trạch thành à. Khương Khiêm bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Lão cha xin lỗi, chỉ có thể hy sinh ngươi. Về sau, ta sẽ thật tốt hiếu kính ngươi. Trần Tiếu Tiếu nghe được Khương Khiêm lời nói, cao hứng nở nụ cười, cúi đầu nhìn xem trong ngực ngủ say hài Nhi. Hi hi hi, đã giúp ngươi tìm kỹ người nhà, ngươi cần phải hạnh phúc vui sướng lớn lên nha. Khương Tử Huyên ánh mắt nhìn về phía Khương Khiêm, cười nhạt nói, chúc mừng ngươi, có một cái đệ đệ. Đệ đệ, không phải à, ta vừa mới nhìn nàng là một cái nữ hài tử. Trần Tiếu Tiếu lập tức mở miệng giải thích. Khương Khiêm thở dài một hơi, mặc kệ là nam hay là nữ, chúng ta trước tiên xuất phát mà à, dù sao thiên trạch thành cũng không phải rất gần. Ân ân ân. Một lát sau, bốn người ngự kiếm phi hành, rời đi cổ khê thôn. Bất quá, bởi vì Trần Tiếu Tiếu mang theo hài nhi, không tốt ngự kiếm phi hành. Cho nên, nàng liền chờ ở khương khiêm chui phi kiếm bên trên. Mấy ngày sau, mấy người trung quy là đã tới thiên trạch thành. Khương khiêm ngáp một cái, nghe sau lưng đứa bé sơ sinh tiếng la khóc, thể xác tinh thần đều mệt. Lỗ tai của ta đều phải mọc kén. Mấy ngày nay xuống, trẻ sơ sinh này thường thường tại nửa đêm tỉnh lại. Âm ý người cũng coi như, mấu chốt là cái này còn có thể dẫn tới chung quanh đông đảo yêu thú. Ba ngày ngự kiếm phi hành, buổi tối chống cự yêu thú. Làm cho Khương Khiêm thể xác tinh thần đều mệt, hắn cảm giác chính mình một giây sau liền muốn đột tử đồng dạng. Bốn người rơi đến trên mặt đất, hướng về trong thành đi đến. Những binh lính kia thấy là Khương Khiêm trở về, cũng không dám cản trở đoạn, trực tiếp thả hắn tiến vào. Nhân ra thế nhưng là Thanh Sơn Tông đệ tử, nghe nói còn trở thành đại sư huynh ai dám ngăn cản nhìn xem khương khiêm bốn người đi vào bóng lưng những binh lính kia lập tức bắt đầu nghị luận oa, khương gia đại thiếu gia vừa vặn thế mà tam nữ vườn quanh hơn nữa một người dáng dấp sau so một cái duyên dáng hâm mộ à, hâm mộ hữu dụng không ta nhưng nghe nói khương đại thiếu gia bây giờ thế nhưng là trở thành thanh sơn tông đại sư huynh tặc như bức chính là chính là nhân gia thực lực mạnh như vậy có nữ quay chung quanh hắn rất bình thường trần tiếu tiếu nhìn xem những thứ này vắng vẻ thành trấn có chút hiếu kỳ hướng khương khiêm dò hỏi sư huynh cái thành trì này chính là nhà quê quán của ngươi sao đúng khương khiêm hữu khí vô lực đáp trả trần tiếu tiếu nghe vậy một mặt sùng bái nhìn xem khương khiêm đại sư huynh thật sự là thật lợi hại tại loại này nơi chật hẹp nhỏ bé cũng có thể gia nhập vào thanh sơn tông hơn nữa còn bằng vào thực lực mình làm tới đại sư huynh vị trí chứng minh hắn bình thường rất chăm chỉ rất cố gắng có thiên phú, còn cố gắng như thế, ta còn rất nhiều chỗ cần hướng đại sư huynh học tập. Nếu như, Khương Khiêm biết Trần Tiếu Tiếu tiếng lòng, hắn đoán chừng sẽ xấu hổ cúi thấp đầu. Cái gì chăm chỉ cùng cố gắng, căn bản vốn không tồn tại. Khương Khiêm căn bản chính là Phật hệ tu luyện, nghĩ tới liền tu luyện một chút, không muốn coi như xong. Dù sao, tại Thanh Sơn Tông thời điểm, liên tục 10 ngày, hắn đều tại uống trà, thưởng sư muội. Trong 10 ngày, không thể nói hắn không có tu luyện à hắn ít nhất cũng tu luyện một canh giờ, không tệ, 10 ngày cũng chỉ tu luyện một canh giờ. Bốn người rất mau tới đến Khương phủ cửa ra vào. Đã sớm từ những người khác trong miệng biết mình Nhi Tử trở về Khương Thành Hải, lập tức từ trong phủ chạy chậm đi ra. Nhi Tử. Khương Thành Hải trên mặt mang nụ cười chạy ra. Thế nhưng là, hắn chú ý tới Trần Tiếu Tiếu trong ngực Hải Nhi, chậm rãi dừng bước, "Ta làm ra ra." Khụ khụ khụ. Khương Khiêm bị Khương Thành Hải đột nhiên một câu, dọa sợ, "Không phải?" Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ngươi muốn làm ra ra? Khương Thành Hải chỉ chỉ Trần Tiếu Tiếu trong ngực Hải Nhi. Cái này không phải sao? Nàng không phải con dâu ta sao? Trần Tiếu Tiếu nghe vậy, lập tức thẹn thùng cúi đầu xuống. Khương khiêm tay phải đỡ cái chán, giải thích nói. Nàng là sư muội ta, không phải con dâu của ngươi. Còn có, cái kia Hải Nhi cũng không phải con của ta, chỉ là chúng ta tại thi hành nhiệm vụ, cứu được Hải Nhi. Khương Thành Hải gật đầu một cái, một lát sau, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì không đúng chẳng lẽ ngươi nghĩ khương khiêm gật đầu một cái đúng chính là lão cha ngươi nghĩ cái dạng kia không phải ta đều một cái lão cốt đầu ngươi còn muốn ta chiếu cố một đứa bé ngươi có thể thỉnh một cái vú em à cũng không phải mời không nổi đây không phải thỉnh không xin đứng lên vấn đề mà là liên quan tới đứa bé này nói xong ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn khương tử huyên sau đó lập tức thu hồi ánh mắt cũng không có ý định nói tiếp xuống Khương Tử Huyên ra chính là Khương Thành Hải thê tử nhận nuôi trở về, hiện nay lại trở thành cái dạng này. Khương Khiêm chú ý tới ánh mắt Khương Thành Hải, tiếp tục nói, lão cha, xem như nhi tử ta cũng sẽ không ép buộc người. Chỉ là nghĩ đến ta kia đáng thương mẫu thân, chết sớm, nếu như nàng biết mình có cái như thế không có lương tâm tướng công mà nói, nàng nên có bao thương tâm à. Đương nhiên, ta tuyệt đối không có chỉ lão cha ngươi à. Con mẹ ngươi, ta như thế nào nuôi như thế một cái đại hiếu tử à cái gì gọi là không có chỉ ta chẳng lẽ mẫu thân ngươi còn có khác tướng công sao khương thành hải nhìn mấy lần khương khiêm cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi ta đã biết ta nuôi dưỡng chính là khương khiêm lập tức lộ ra cao minh xính nụ cười hắn biết mình người phụ thân này cực kỳ thâm tình độc yêu hắn mẫu thân một người kể từ mẫu thân hắn sau khi qua đời khương thành hải cũng không có nạp thiếp cưới vợ vẫn bảo trì đơn thân trạng thái chỉ cần chuyển ra mẫu thân tuyệt đối liền tốt làm cho Trần Tiếu Tiếu thận trọng đem Hải Nhi đưa cho Khương Thành Hải. Khương thúc thúc, ngươi có thể nhất định muốn coi là mình con cái ruột thịt nuôi dưỡng. Ta biết. Khương Thành Hải vỗ ngực một cái cam đoan. Trần Tiếu Tiếu lúc này mới yên tâm đem Hải Nhi giao cho Khương Thành Hải trong tay. Nàng cùng Hải Nhi nói mấy câu sau, liên ngự kiếm phi hành, đi theo Khương Khiêm bọn người. Rời đi thiên trạch thành không có mấy ngàn dặm bên ngoài. Khương Khiêm ngồi ở phi kiếm, đánh hà hơi, cuối cùng đưa đi, ta có thể cuối cùng. Lời nói cũng không có nói xong, một đạo hỏa cầu trực tiếp đâm đầu vào đánh tới. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 27. Con mẹ ngươi. Khương Khiêm con ngươi co rụt lại, lập tức lựa chọn điều khiển phi kiếm vội vàng tránh đi đạo này hỏa cầu. Tam nữ cũng nhận công kích, vì thế đều bị các nàng tránh đi. Bốn người ổn định phi kiếm sau, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hướng bọn họ công kích chỗ. Kết quả liền nhìn thấy ba tên ngự thú môn đệ tử điều khiển yêu thú đang tại thuần phục một cái ngũ gia yêu thú thất thải con nai thú. Khương Khiêm một mắt liền nhận ra cái này ba tên ngự thú môn đệ tử. Đại sư huynh, bọn hắn không phải hôm đó tại chính Ninh Thành gặp được ngự thú môn đệ tử sao? Bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Trần Tiếu Tiếu cũng nhận ra bọn hắn. Bạch Phiêu Tuyết mở miệng nói ra, đoán chừng là truy cái này chỉ thất thải con nai thú, đến nơi này cái địa phương. Thất thải con nai thú là một loại 10 phần chân quý yêu thú, không có cái gì tính công kích. Hơn nữa uống máu hắn có thể giải bách độc, thức ăn thịt có thể tăng cường thể phách. Ngược lại, nó khắp người đều là bảo bối." Trong giọng nói. Lại là mấy đạo hỏa cầu hướng về bọn hắn đánh tới. Khương Khiêm rõ ràng thấy trên mặt ba tên đệ tử biểu tình cười nhạo, chứng minh lần này căn bản không phải không có ý định mà là cố ý. Có thể phía trước một lần cũng là cái dạng này. Ha ha ha, không nghĩ tới ở cái địa phương này lại còn có thể gặp phải bọn hắn, ngươi xem một chút bọn hắn dáng vẻ chật vật, chết cười ta trong đó một tên ngự thú môn đệ tử lớn tiếng cười nhạo một tên khác đệ tử cùng theo nở nụ cười đúng 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 đơn giản chết cười ta không cười tên đệ tử kia lại cau mày hắn ngữ khí ngưng trọng nói bọn hắn tựa như là đệ tử thanh sơn tông chúng ta làm như vậy có thể hay không bốc lên giữa hai phái không hài hòa thanh sơn tông quả thật có chút phiền phức nhưng mà sợ cái rắm xem xét bọn hắn cũng chỉ là ngoại môn đệ tử chúng ta thế nhưng là ngự thú môn nội môn đệ tử đúng chúng ta chính là giết bọn hắn, Thanh Sơn Tông cũng sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức, dù sao ai sẽ vì chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, bốc lên chiến tranh đâu. Tốt, tốt à. Một bên khác, Trần mới tiêu tiếu tránh thoát công kích sau, trong nháy mắt bạo nộ rồi. Cái này ba cái ngự thú môn đệ tử, rõ ràng chính là cố ý, không giết bọn hắn, ta liền không họ Trần. Bạch phiêu tuyết ánh mắt cũng mười phần băng lãnh, lại tràn đầy sát ý. Khương tử huyên đừng nghĩ, trên người nàng cũng đã bốc lên hắn một cỗ hỏa diễm, chuẩn bị tùy thời ra tay giết bọn hắn khương khiêm ngồi ở trên phi kiếm thấy rõ ràng ba người kia dáng vẻ cười nhạo trong tay phải xuất hiện một khối ngọc thạch hắn đem khối ngọc thạch này đặt ở cái hông của mình sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn choáng nha giết chết bọn hắn ra lệnh một tiếng tam nữ trực tiếp xông qua cái kia ba tên đệ tử nhìn xem lao đến tam nữ khinh thường nở nụ cười chỉ là ba tên nữ tử thôi không đủ gây sợ cũng không nên giết các nàng ngươi nhìn các nàng hiếm thấy cũng là cực phẩm ba người chúng ta một người một cái há không tốt thay ha 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 vẫn là ngươi biết chơi ta thích hảo vậy thì thủ hạ lưu tình một chút à tiếng nói vừa dứt xong ba tên ngự thú môn đệ tử tay phải nhẹ nhàng vung lên ba con yêu thú cấp ba trống rỗng xuất hiện bọn chúng không chút do so dự hướng về tam nữ lao đến một giây sau cái kia ba tên ngự thú môn đệ tử triệt để mộng bức một con yêu thú trong nháy mắt bị đông cứng trở thành khối băng rơi trên mặt đất biến thành vụn băng. Một con yêu thú trực tiếp bị nướng trở thành một đống cho tàn. Cuối cùng một con yêu thú, xem như tương đối may mắn, nó lưu lại toàn thây, toàn thân trên dưới bị roi quất máu thịt bé bét. Mắt thấy tam nữ càng ngày càng gần, ba người bọn họ từ phía trước trêu chọc ung dung không vội, đã biến thành hiện nay hốt hoảng. Bọn hắn chuẩn bị đem cái kia vây giết thất thải con nai thú ba con tứ gia yêu thú, gọi trở về. Thế nhưng là, hô rất lâu, cứ thế không có một chút phản ứng. Sư huynh, ngươi nhìn bên kia. Nhìn cái rắm, bây giờ nguy cơ sinh tử, còn phân tâm. Con mẹ ngươi, bọn chúng làm sao còn không qua tới. Không phải, sư huynh ngươi nhìn một chút. Nhìn cái gì? Nhìn. Nam tử quay đầu nhìn thấy một cái ngũ dai gió bắc băng lang đang tại cắn xé bọn hắn cái kia ba con yêu thú. Nhất là làm hắn khiếp sợ là gió bắc băng lang trên lưng thế mà an vị lấy nam tử kia. Hắn, hắn, thế mà tuần phục gió bắc băng lang. Ba người đều là một mặt chấn kinh. Bọn hắn thân là ngự thú môn đệ tử, biết rõ gió Bắc Băng Lang thuần phục độ khó. Trước mắt bọn hắn môn phái cũng liền tông chủ và thiếu tông chủ có. Phải biết, thiếu tông chủ một cái kia là từ nhỏ bồi dưỡng, mà không phải nửa đường thuần phục. Giờ khắc này, ba người bọn họ trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trần Tiếu Tiếu hướng về bọn hắn đi tới, vung lấy trong tay trường tiên, cười giận dữ nói, không phải mới vừa rất phách lối sao? Các ngươi bây giờ có bản lĩnh tiếp tục phách lối một cái à? Các ngươi không thể giết chúng ta, chúng ta thế nhưng là ngự thú môn nội môn đệ tử, nếu như các ngươi giết chúng ta, không chỉ có chúng ta ngự thú môn sẽ tìm các ngươi phiền phức, hơn nữa các ngươi Thanh Sơn Tông cũng sẽ không bỏ qua sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nam tử gặp tam nữ không có tiếp tục đi tới, cho là các nàng sợ hãi, quét ngang phía trước sợ hãi, lại độ khôi phục phía trước phách lối bộ dáng. Ha 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 ha, như thế nào sợ? Sợ liền quỳ xuống cầu chúng ta tha thứ à? còn có các ngươi giết chết chúng ta ba chỉ yêu thú cấp ba cùng tứ gia yêu thú cùng với bởi vì các ngươi hù chạy thất thải con nai thú tạo thành thiệt hại sẽ phải các ngươi bồi thường cũng không nhiều chỉ cần mười ước tử huyền tệ là được rồi tiếng nói vừa dứt xong trần Tiếu tiếu giận quá mà cười trực tiếp vung ra một roi đánh vào nam tử kia trên gương mặt nam tử kia bị đau bụng mặt gò má ánh mắt hung ác nhìn xem tam nữ ngươi ngươi dám đánh ta ngươi xong đời ta xong đời ngươi cho rằng ngươi là ai đâu chỉ là một cái ngự thú môn nội môn đệ tử cũng dám dạng này cùng chúng ta kêu gào ngươi biết hắn là ai sao trần tiếu tiếu ngón tay hướng khương khiêm hắn như là chúng ta bên trong thanh sơn tông môn đại sư huynh nàng hai cái nói ra hù chết ngươi một cái thanh sơn tông thánh nữ một cái thanh sơn tông tông chủ trì nữ lời này vừa nói ra nam tử kia lập tức dọa đến ngã trên mặt đất những người khác hai người cũng là như thế bắt đầu còn tưởng rằng bọn hắn bất quá chỉ là ngoại môn đệ tử, ai sẽ nghĩ đến bọn hắn thân phận một cái so một cái nghiêu bức. Ta vừa mới chỉ là miệng. Nam tử kia đang chuẩn bị cầu xin tha thứ lúc, liền bị trực tiếp đông lại, biến thành một tòa băng điêu. Hai người khác thấy vậy, dọa đến một cái chạy so một cái nhanh. Một giây sau, một người bị đốt thành cho cốt, một người khác bị quất máu thịt be bé bét, ngã trên mặt đất tắt thở. Nữ nhân thật đáng sợ, khởi sướng biểu tới. Không ai có thể may mắn còn sống sót. Khương Khiêm nhìn xem cái kia ba bộ thi thể, nhất là cái kia bị Trần Tiếu Tiếu sống sờ sờ quất chết người, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Không nghĩ tới, bình thường nhìn xem thiện lương khả ái Trần Tiếu Tiếu, tại bị chọc giận sau thế mà khủng bố như vậy. Giải quyết ba người sau, bốn người bọn họ thời khắc chuẩn bị rời đi. Khương Khiêm lại dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía trong rừng, thong thả hô: ra đi, ta đều đã phát hiện người. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 28, cộc 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 một cái thất thải con nai thú chậm rãi đi ra đi tới bốn người bọn họ trước mặt nguyên lai tưởng rằng đã sớm rời đi thất thải con nai thú không nghĩ tới nguyên lai chỉ là trốn đi khương khiêm nhìn xem thất thải con nai thú rất nhanh liền chú ý đến bụng nó bị khai ra một đầu đẫm máu lỗ hồng cực kỳ làm người ta sợ hãi hắn cũng ý thức được thất thải con nai thú vì cái gì không hề rời đi ngược lại đi tới trước mặt bọn họ nếu là thất thải con nai thú cứ như vậy rời đi đoán chừng trên thân tán phát mùi máu tươi sẽ dẫn tới những yêu thú khác, nó như cũ sẽ chết. Nhưng mà, đi cầu trợ Khương Khiêm bọn hắn, có thể còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Ngươi nghĩ tới chúng ta cứu ngươi. Khương Khiêm mở miệng dò hỏi. Thất thải con nai thú hư nhược gật đầu một cái, hơn nữa nó tùy theo phun ra một giọt tâm đầu huyết đến Khương Khiêm trong lòng bàn tay. Xem như sống sót đại giới, nó nguyện ý trở thành Khương Khiêm thú cưng. Khương Khiêm nhìn xem trong tay tinh huyết, cũng không có bao nhiêu do dự, hướng về trong tay đầu huyết thâu nhập linh khí của mình. Một giây sau, thất thải con nai thú mi tâm ở giữa hiện lên một đạo ấn ký, khế ước chính thức thành lập. Đi vào dưỡng thương à. Khương Khiêm nhẹ nhàng sờ lên thất thải con nai thú đầu, đưa nó bỏ vào ngự thú trong giới chỉ. Trần Tiếu Tiếu lập tức đi tới Khương Khiêm bên cạnh, chúc mừng nói. Đại sư Huynh, chúc mừng ngươi thu được một cái thất thải con nai thú, đoán chừng chỉnh long viêm quốc, chỉ có ngươi một người nắm giữ à. Khương Khiêm cười nhạt vài tiếng, Hướng về phía Trần Tiếu Tiếu nói, "Trần Tiếu Tiếu, ta nắm giữ thất thải con nai thú sự tình, mong rằng ngươi có thể giữ bí mật." "Giữ bí mật? Ha, à, ta đã biết, đại sư huynh nhất định không muốn quá mức cao điệu." "Ân, không hổ là đại sư huynh, điệu thấp làm người." Trần Tiếu Tiếu không chút do so dự gật đầu một cái, "Yên tâm đi đại sư huynh, ta nhất định sẽ bảo mật." "Ân, ta tin tưởng ngươi, chúng ta trở về tông môn à?" "Ân." Tam nữ gật đầu sau khi đáp ứng bốn người liền ngự kiếm phi hành, từ từ biến mất không thấy tung tích ảnh. Mấy ngày sau, bốn người về tới bên trong Thanh Sơn Tông. Tại giao phó thí luyện người nhiệm vụ tình huống sau, Khương Khiêm liền trở về. Kết quả, ra phát hiện Ngô Kim Phượng ra hỏa này đứng tại cửa của hắn, tựa hồ là đang chờ hắn. Tốt, cái này chết tên khốn kiếp bán đứng ta, không tránh ta. Thế mà, còn tại ta cửa phòng chờ ta, lòng can đảm cũng không nhỏ à. Khương Khiêm trực tiếp thuấn thân đến Ngô Kim Phượng sau lưng, vỗ bả vai của hắn một cái, mười phần ôn hòa mà cười cười. "Đây không phải sư đệ tốt của ta, Ngô Kim Phượng sao? Thế mà hảo như vậy, ở cái địa phương này chờ lấy, không biết có gì muốn làm à?" Ngô Kim Phượng nghe được Khương Khiêm lời nói, toàn thân lập tức cứng ngắc, toàn thân lông tơ dựng ngược, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Khương Khiêm. "Đại, đại sư huynh. Ngài, ngài, ngài có thể tính trở về?" "Đúng à, ta trở về." Khương Khiêm cười tay phải trực tiếp nắm ngô kim phượng cổ áo, đem hắn đề cử vào đến trong sân. Đại sư Huynh, không cần, không cần à. Đau, quá đau, thủ hạ lưu tình à, ta là người khả ái sư đệ à. Không cần, không nên đánh khuôn mặt, ta còn không có cưới vợ đâu. Ngày đó, ngô kim phượng tiếng kêu thảm thiết truyền khắp, khương khiêm chỗ trên ngọn núi. Trong sân, khương khiêm đã dừng tay, nhàn nhã ngồi ở ghế đá, uống vào trà nóng, nhìn xem mặt mũi bầm dập giống như cái đầu heo ngô kim phượng, hỏi, nói đi, lại có sự tình gì? Đại, đại sư huynh, ta nói ra, ngươi cũng không thể lại ra tay đánh xong ta. Ngô kim phượng có chút khiếp đảm mở miệng nói ra. Khương khiêm uống vào một chén trà nóng, vuốt vuốt chén trà, nói đi, ta bảo đảm sẽ không đánh chết ngươi. Ngô kim phượng nghe vậy, sợ hãi nuốt nước miếng, nhưng vẫn là muốn nói ra tới. Ngày mai, chúng ta thanh sơn tông vừa vặn muốn chiêu thu đệ tử, cần, cần ngài, phụ trách cái này sự tình. Nói xong, Ngô Kim Phượng theo bản năng nhắm mắt lại. Khương Khiêm nghe vậy, lập tức đứng lên. Cái quái gì? Chuyện này, làm sao lại đến phiên ta? Đây không phải trưởng lão chuyện của bọn hắn sao? Chẳng lẽ, bọn hắn đang ăn cơm khô sao? Ngô Kim Phượng lập tức trở về nói. Trưởng lão và tông chủ thương nghị, chuẩn bị rèn luyện một chút ngài, cho nên đem chiêu thu đệ tử cái này chuyện trọng đại dự định giao cho ngài tới xử lý. Khương Khiêm nghe vậy, tay phải đỡ cái chán ta cũng là say, ta là đại sư huynh, không phải lớn gia súc à. Không mang theo các ngươi dùng đó à, vừa mới dẫn người thí luyện kết thúc, bây giờ lại muốn ta phụ trách chiêu sinh. Trên mặt của hắn viết đầy một trăm cái không tình nguyện. Ngô Kim Phượng nhìn thấy Khương Khiêm phản ứng, lập tức nói, đại, đại sư huynh, ta còn có chuyện, ta trước hết rời đi. Đinh, xác nhận Thanh Sơn Tông đặc thù địa điểm đại sư huynh địa chỉ, phải chăng đánh dấu. Đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công, còn xin Túc chủ chú ý ký nhận. Chúc mừng Túc chủ thu được Ma tộc Kiểm Trắc Thạch. Ma tộc Kiểm Trắc Thạch, vật này so vài ngày trước lấy được bàn chải đánh răng kem đánh răng hữu dụng nhiều. Khương Khiêm nhìn xem trong tay viên kia đen như mực như đêm ăn chất tảng đá, tiện tay đem hắn bỏ vào bên hông. Ngày kế tiếp, Khương Khiêm cũng đã đi tới Thanh Sơn Tông phụ trách thu nhận học sinh quảng trường, hắn cái mông vừa mới ngồi ở trên ghế thời điểm, một đôi trắng nõn như tuyết hai tay từ phía sau khoác lên trên vai của hắn khương khiêm thuận thế quay đầu trông thấy người kia đường tỷ ngươi tại sao cũng tới không nghĩ tới chứ ta cũng phải bị trách lần này chiêu thu đệ tử khương tử huyên mỉm cười trả lời chờ một chút nàng tất nhiên cũng phải bị trách lần này chiêu thu đệ tử mà nói theo lý thuyết khương khiêm ánh mắt theo khương tử huyên đằng sau nhìn lại quả nhiên chú ý tới một đôi tràn ngập sắc khí ánh mắt đoạn ngọc thanh ra hỏa này quả nhiên tới hắn lập tức cảm giác bó tay toàn tập vốn là ứng phó lần này chiêu sinh hắn liền 10 phần nhức đầu. Không nghĩ tới Khương Tử Huyên cùng Đoạn Ngọc Thanh hai người này cũng tới, liền càng thêm làm hắn đau đầu. Đoạn Ngọc Thanh thuận thế ngồi ở Khương Khiêm bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, Khương Khiêm, lần trước các ngươi ra ngoài thí luyện, ta không có thời gian cùng đi, lần này ngươi không cần muốn tới gần tiểu sư muội một bước. Bằng không thì, ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Trong giọng nói, một người bỗng nhiên ngồi ở Khương Khiêm bên cạnh, người này không phải những người khác, chính là bạch phiêu tuyết ánh mắt nàng băng lãnh nhìn xem đoạn ngọc thanh lời nói mới rồi ta đều nghe được đoạn ngọc thanh ta cảnh cáo ngươi nếu như ngươi còn dám uy hiếp khương khiêm ta tuyệt đối sẽ giết chết ngươi ta không có nói đùa đoạn ngọc thanh nghe vậy lạnh rên một tiếng liền không còn nói cái gì bạch phiêu tuyết ánh mắt một lần nữa nhìn về phía khương khiêm ngon ngọt cười hi 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 khương khiêm không nghĩ tới chứ ta cũng tới không không có khương khiêm bất đắc dĩ cười Thật sao, ba người bọn hắn lại tụ tập lại với nhau, đây không phải tinh khiết làm ta tâm tính. Tất nhiên, ba người bọn hắn đều tới, làm gì còn muốn bảo ta tới, ta không phải là rất lý giải. Chỉ chốc lát sau, đông đảo muốn gia nhập thanh sơn tông thiếu nam thiếu nữ lục tục tụ tập ở quảng trường. Đột nhiên, Khương Khiêm bên hông ma tộc kiểm trắc thạch chấn động một cái. Khương Khiêm lông mày nhíu một cái, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem những thứ này thiếu nam thiếu nữ. Chẳng lẽ, trong những người này có người của ma tộc? bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 29, Khương Khiêm cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là dự định tiếp tục xem nhìn. Những cái kia thiếu nam thiếu nữ một mặt ánh mắt sùng bái nhìn xem Khương Khiêm bốn người bọn họ. Đại sư Huynh, là đại sư Huynh, nghe nói hắn tuần phục một cái ngũ dai gió bắc băng lang, thật lợi hại. Há lại chỉ có từng đó, ta nghe nói hắn vài ngày trước còn tiêu diệt trong ma tộc một môn phái, bao nhiêu lợi hại. Thật sự, ta chính là bởi vì đại sư Huynh, cho nên mới lựa chọn muốn gia nhập Thanh Sơn Tông. Thanh nữ cùng thiếu tông chủ đều xinh đẹp à, tựa như tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Lúc này, Khương Khiêm bỗng nhiên đứng lên, mở miệng nói ra, nói ngắn gọn, các ngươi muốn đối mặt ba đạo khảo nghiệm, thông qua thứ hai đạo khảo nghiệm người, có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Thông qua ba đạo khảo nghiệm, có thể trở thành nội môn đệ tử. Vậy thì bắt đầu lần thứ nhất khảo nghiệm khảo thí à? Tiếng nói vừa dứt xong, Năm cỗ thực lực đạt đến dung hợp cảnh khôi lỗi xuất hiện ở những thiếu nam thiếu nữ kia trước mặt. Tại công kích đến của bọn nó, có thể chờ một khắc đồng hồ, liền coi như thông qua cửa thứ nhất. Tiếng nói vừa dứt xong, cái kia năm cỗ khôi lỗi lập tức xuất động, hướng về những cái kia thiếu nam thiếu nữ công kích mà đến. Ngắn ngủi mười mấy giây, liền có gần như một nửa người bị đào thải. Khương Tử Huyên lúc này mở miệng nói ra, "Khương Khiêm, ngươi nhìn một chút, cái kia mặc quần áo màu đen thiếu niên" lại có thể cùng một bộ khôi lỗi đánh tương xứng nhưng mà thời khắc này khương khiêm lại ngồi ở trên ghế ngủ thiếp đi căn bản không có đi để ý tới khương tử huyên đoạn ngọc thanh lại lập tức trở về nói không hổ là tiểu sư muội cái này đều có thể bị ngươi phát hiện đoán chừng vị thiếu niên kia thực lực đã đạt đến dung hợp cảnh khương tử huyên nghe được đoạn ngọc thanh lời nói lễ phép cười cười lúc này mới phát hiện khương khiêm có thể tại loại này nơi ngủ không chê ẩm ý sao ta nói hắn làm sao không biết bị đánh thức đâu nguyên lai là bạch phiêu tuyết sửa trò quỷ hà khương tử huyên còn kỳ quái vì cái gì khương khiêm có thể tại loại này nơi ngủ đâu thì ra bạch phiêu tuyết sử dụng linh khí đem khương khiêm bao vây lại hoàn toàn ngăn cách ngoại giới âm thanh khiến cho hắn có thể ngủ an ổn như thế bạch phiêu tuyết thật sự là quá sủng khương khiêm chỉ sợ lúc trước bạch phiêu tuyết ưa thích đoạn ngọc thanh thời điểm cũng chưa từng như vậy đối đãi đoạn ngọc thanh à cứu mạng cứu mạng à đây là chuyện gì ta phải bị giết mau mau cứu ta. Năm cỗ khôi lỗi lại có ba bộ xuất hiện bùng nổ trạng thái, hướng về những người còn lại, điên cuồng công kích tới, trực tiếp hạ tử thủ. Bạch phiêu tuyết thấy vậy lông mày nhíu một cái. Ẩm ý như thế, chính là linh khí che chắn cũng không thể hoàn toàn ngăn cách. Tiếp tục như vậy, chỉ có thể quấy dày đến Khương Khiêm giấc ngủ. Nghĩ tới đây, bạch phiêu tuyết đứng lên, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Trên mặt đất năm cỗ khôi lỗi trong nháy mắt bị đông cứng, ngay sau đó biến thành vụn băng. Là, Thiếu tông chủ đã cứu chúng ta. Oa, wow, Thiếu tông chủ chỉ một chiêu liền diệt cái kia năm cỗ khôi lỗi thật sự là thật lợi hại. Chính là chính là, hơn nữa Thiếu tông chủ đơn giản tựa như tiên nữ đồng dạng, cường đại và mỹ lệ. Những người còn lại, một mặt ánh mắt sùng bái nhìn về phía Bạch Phiêu Tuyết. Bạch Phiêu Tuyết ung dung mở miệng nói ra, "Trận đầu khảo nghiệm khảo thí kết thúc, bây giờ bắt đầu trận thứ hai khảo nghiệm khảo thí." Nhìn thấy ngọn núi xa xa không có, 50 người đứng đầu tính toán thành công. Tiếng nói vừa dứt xong, những người kia trong nháy mắt quên đi vừa rồi phát sinh mọi chuyện, lập tức bắt đầu hướng về ngọn núi xa xa chạy tới. Mấy giây sau, mấy tên trưởng lão đi tới, phát hiện đã bắt đầu trận thứ hai tranh tài đã bắt đầu. Đại trưởng lão Triệu Khôn khi đang chuẩn bị hỏi thăm tình huống, lại phát hiện Khương Khiêm thế mà ngồi ở trên ghế ngủ thiếp đi. Trọng yếu như vậy nơi lại dám ngủ, Khương Khiêm tiểu tử này, có phải hay không cho là có tông chủ chiếu cố, liền có thể không kiêng nể gì cả. Triệu Khôn trong nháy mắt nổi giận nói, "Khương Khiêm trọng yếu như vậy nơi. Còn chưa có nói xong, bạch phiêu tuyết trên thân bỗng nhiên bay xuống bông tuyết, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống đến âm hơn 10 độ. Đại trưởng lão, ngươi có thể hay không giữ yên lặng. Khương Khiêm vài ngày trước tiêu diệt ma tộc trong đó một cái môn phái, vốn là thể xác tinh thần đều mệt, chẳng lẽ không có thể để cho hắn nghỉ ngơi phút chốc. Đại trưởng lão tự nhiên là chú ý tới bạch phiêu tuyết trong giọng nói sát khí, ta, ta đã biết. Đối mặt bạch phiêu tuyết cái này đã thiếu tông chủ, lại có thần thể người, Hắn chỉ có thể nhận túng. Các trưởng lão khác nhìn thấy Bạch Phiêu Tuyết như thế che chở Khương Khiêm, bọn hắn càng thêm không dám nói những thứ gì, chỉ có thể yên lặng nhìn xem Khương Khiêm ngủ đại giác. Bạch Phiêu Tuyết gặp những trưởng lão này không có ý định đánh thức Khương Khiêm sau, liền tay thu hồi sát khí cùng với trên thân hàn khí. Hồi lâu sau, một cái nội môn đệ tử ngự kiếm phi hành trở về, hơn nữa sau người mang theo cái kia thông qua được trận thứ hai khảo nghiệm, khảo nghiệm 50 tên thiếu nam thiếu nữ. Các vị trưởng lão, thiếu tông chủ Thánh tử thánh nữ cùng với đại sư huynh, cái này 50 tên, chính là thông qua trận thứ hai khảo nghiệm khảo nghiệm đệ tử. Nội môn đệ tử đứng trên mặt đất, một mực cung kính mở miệng nói ra. Khương Khiêm lúc này vừa vặn tỉnh lại, giãn ra một thoáng lưng mỏi, giấc ngủ này thật, con mẹ ngươi. Hắn vừa mở mắt, liền thấy được rất nhiều trưởng lão xuất hiện ở phía sau hắn, hơn nữa ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về hắn. Ha ha ha, hôm nay thật đúng là ánh nắng tươi sáng à. Khương Khiêm có chút lúng túng mở miệng nói ra đại trưởng lão nhìn hắn một cái, nhắc nhở, nên bắt đầu trận thứ hai khảo nghiệm khảo nghiệm. Khương Khiêm nghe vậy, lúc này mới chú ý tới, thì ra liền đã đến trận thứ ba. Hắn đứng lên, đi tới trước mặt bọn hắn, tay phải duỗi ra, gió bấc băng lang tùy theo hiện lên. Nó ánh mắt hung mãnh nhìn xem cái kia 50 người, trên thân tán phát hàn khí đâm đầu vào đánh tới. Một số người, trong nháy mắt bị hù lui lại mấy bước. Đệ tam khảo nghiệm khảo thí, rất đơn giản, đó chính là tại ta gió bắc băng lang công kích đến nghỉ ngơi 10 giây, như vậy đủ rồi. Lời này vừa nói ra, cái kia 50 người trong nháy mắt sợ hết hồn. Tại ngũ gia yêu thú thủ hạ sống sót 10 giây, làm sao có thể? Chính là chính là, đây cũng quá nghiêm khắc à. Ta vẫn từ bỏ đi, ta ít nhất còn có thể trở thành ngoại môn đệ tử, cũng coi như là quang tông diệu tổ. Lời này vừa nói ra, gần như hơn một nửa người, lựa chọn từ bỏ. Khương Khiêm như thế nào tự tiện sửa đổi cuối cùng một hồi khảo nghiệm khảo thí, đây không phải hồi nháo sao. Triệu Khôn cả giận nói. Bạch phiêu tuyết nghe vậy, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắn. Có ý kiến gì không? Không, không có. Triệu Khôn lập tức nhận túng. Lúc này, một cái thiếu niên đi lên trước, mà gã thiếu niên này cũng chính là Khương Tử Huyên phía trước chỗ tán thưởng tên kia thiếu niên mặc áo đen. Chỉ có gió bắc băng lang tay mới nghỉ ngơi 10 giây liền có thể sao? Thiếu niên mặc áo đen mở miệng dò hỏi đây là tự nhiên khương khiêm dưới tay phải ý thức bưng kín bên hông không ngừng chấn động ma tộc kiểm trắc thạch ma tộc kiểm trắc thạch chấn động lợi hại như thế xem ra hẳn là gia hỏa này bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua ta trở thành tập 30, ta rõ ràng thiếu niên mặc áo đen gật đầu một cái liền lui trở về trong đội ngũ khương khiêm mỉm cười nhắc nhở các vị chuẩn bị xong tiếng nói vừa dứt xong gió bắc băng lang trong nháy mắt liền xông ra ngoài chỉ thấy nó một trưởng trực tiếp đánh bay năm sáu người. Tiếp xuống mấy giây, lục tục nhìn thấy rất nhiều bay đổ ra ngoài, không phải ngã trên mặt đất, chính là treo ở trên cây cột. Một chút thông minh thì lựa chọn tránh né mũi nhọn, không ngừng tránh tránh gió bắc băng lang công kích. Trong đó, thiếu niên mặc áo đen kia biểu hiện đột xuất nhất. Mấy cái kia trưởng lão đều hết sức coi trọng tên này thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên này không tệ, đối mặt gió bắc băng lang phải công kích, tránh né thành thạo điều luyện, rất tốt ngươi nhìn hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, đối mặt cường địch còn có thể giữ vững tỉnh táo, cái này một phần tâm cảnh có thể có thể. Ta phải nghĩ biện pháp đem hắn thu vào môn hạ của ta. 10 giây đi qua. Bây giờ, trên sân chỉ đứng 10 tên đệ tử, trong đó 9 tên lộ ra 10 phần chật vật, duy chỉ có thiếu niên mặc áo đen bình yên vô sự. Khương Khiêm thu hồi gió bắc băng lang, cười nhạt nói, chúc mừng, các ngươi 10 vị trở thành nội môn đệ tử. Nói đi, hắn xoay người lại đến bạch phiêu tuyết bên cạnh, tại bên tai nàng nói thứ gì nói xong khương khiêm liền rời đi biến mất ở trong bảy người triệu khôn đi thẳng tới thiếu niên mặc áo đen trước mặt ném ra cảnh ô liu ngươi tên là gì có hứng thú hay không bái nhập môn hạ của ta lữ loan đệ tử nguyện ý bái nhập đại trưởng lão môn hạ lữ loan lập tức mở miệng hồi đáp triệu khôn hài lòng gật đầu một cái rồi lấy chính mình cái kia một túm diêm mép lộ ra lướt qua một cái cười nhạt hảo theo vi sư cùng nhau đi thôi Hai người bọn họ lúc đang chuẩn bị rời đi, Bạch Phiêu Tuyết bỗng nhiên cản lại hai người bọn họ. Triệu Khôn lông mày nhíu một cái, dò hỏi, "Không biết, Thiếu Tông chủ đây là ý gì? Đại trưởng lão, ngươi có thể rời đi." Nói xong, Bạch Phiêu Tuyết ánh mắt nhìn về phía Lữ Loan, "Nhưng mà, hắn không thể rời đi." Triệu Khôn một mực nhẫn nại Bạch Phiêu Tuyết, bây giờ cuối cùng là không nhịn được, cả giận nói, "Thiếu Tông chủ, ngươi không thể bởi vì thân phận của mình mà làm sằng làm bậy, bằng không thì ta tất nhiên sẽ tại trước mặt tông chủ nói lên một câu. Làm sằng làm bậy. Bạch phiêu tuyết ánh mắt dần dần băng lãnh, liếc mắt nhìn triệu khôn, một lát sau thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói. Gia hỏa này là người của ma tộc. Người của ma tộc. Tất cả mọi người nghe bạch phiêu tuyết câu nói này đều xuống ý thức bắt được vũ khí của mình. Lữ loan trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút. Nàng lúc nào phát hiện, ta hẳn là không bại lộ à. Chẳng lẽ, nàng chỉ là đang nói bậy. Thiếu tông chủ, ta không rõ lắm ngươi đang nói cái gì, mong rằng không cần oan ủng ta. Lữ Loan lập tức giải thích. Bạch phiêu tuyết lạnh rên một tiếng, phải không, nếu ngươi không phải người của ma tộc mà nói, cũng không cần phản kháng. Nói đi, cơ thể của Lữ Loan bỗng nhiên bắt đầu kết xương, một cỗ rét lạnh chi ý trong nháy mắt lồng đóng toàn thân hắn. Nàng, nàng thật sự muốn giết ta, luồng sắc khí này không giống như là đang mở trò đùa. Sư, sư tôn. Lữ Loan hướng hướng triệu khôn quang tới ánh mắt cầu cứu, triệu khôn đang chuẩn bị mở miệng thời điểm lại bị bạch phiêu tuyết vượt lên trước một bước bắt được đại trưởng lão đừng cho hắn động thế nhưng là những trưởng lão kia có vẻ hơi khó xử một bên là thiếu tông chủ mệnh lệnh một bên là đại trưởng lão bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải các ngươi nghĩ chống lại mệnh lệnh của ta sao vẫn là nói các ngươi không có đem ta xem như là thiếu tông chủ lời này vừa nói ra những trưởng lão kia trong nháy mắt không chế ở đại trưởng lão Đại trưởng lão, không phải liền là một cái đệ tử sao? Hoàn toàn không cần thiết cùng thiếu tông chủ đối địch. Đúng, nếu như ngươi muốn, trong loại trong hàng đệ tử này môn một nắm lớn. Chính là chính là. Đối mặt rất nhiều trưởng lão thuyết phục, Triệu Khôn càng thêm nổi giận. Hắn căn bản vốn không quan tâm cái này lữ loan, mà là quan tâm chính mình mặt mũi. Hắn dù sao cũng là đại trưởng lão, thế nhưng là Bạch Phiêu Tuyết hết lần này tới lần khác vẫn luôn không cho hắn mặt mũi, thậm chí một mực cùng hắn làm trái lại chính là Bạch Phiêu Tuyết phụ thân Bạch Thiên Phong, cũng không dám vẫn luôn không cho hắn một tia mặt mũi. Thiếu tông chủ, chuyện này, ta nhất định sẽ hướng tông chủ bẩm báo." Triệu Khôn nổi giận nói. Bạch Phiêu Tuyết không quan trọng, ánh mắt một mực nhìn lấy dần dần bắt đầu đóng băng Lữ Loan. Thời gian đưa đẩy, Lữ Loan nửa người dưới đã triệt để bị đông cứng, sắc mặt dần dần bắt đầu trở nên vô cùng trắng bệch. Trong thân thể huyết dịch tốc độ chảy càng ngày càng chậm chạp, hắn thậm chí cảm giác tứ chi đã bị lạnh cống hắn bắt đầu dần dần không tiếp tục kiên trì được. Các ngươi nói, sẽ không phải là thiếu tông chủ nghĩ sai rồi à? Không biết, đoán chừng là, ngươi xem qua lâu như vậy, cũng không có sự tình gì. Loại chuyện này làm sao dám nói à, vạn nhất người kia thật là người của ma tộc đâu. Tại mọi người nghị luận ẩm ý thời điểm, Lữ Loan cuối cùng không nhịn được, trong thân thể trực tiếp bạo phát ra một cỗ ma khí, đánh bay rơi mất trên thân kết bằng. Lữ Loan toàn thân, cuốn quanh ma khí, tràn ngập sát khí hướng về phía bạch phiêu tuyết nói rất nhanh rất nhanh các ngươi thanh sơn tông liền sẽ hủy diệt nói đi hắn liền chuẩn bị quay người rời đi ma ma tộc triệu khôn con ngươi co rụt lại không nghĩ tới bạch phiêu tuyết nói lại là thật sự khương khiêm quả nhiên không có nói sai gia hỏa này thật là người của ma tộc bạch phiêu tuyết trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn sau đó liền bình tĩnh lại muốn chạy chỉ thấy nàng tay phải vung lên lữ loan trong nháy mắt lại độ bị băng phong ở lần này hắn làm thế nào cũng không tránh thoát đem hắn giam lại. Nói đi, Bạch Phiêu Tuyết liền trực tiếp quay người rời đi, hắn đi tới phương hướng chính là Khương Khiêm chỗ ở. Khương Khiêm ngồi ở trong sân, nhàn nhã nhìn xem một bản tiểu thuyết, uống vào một chén trà nóng, ăn điểm tâm nhỏ. Đơn giản không cần quá nhàn nhã. Ai, làm sao lại không có một bản tiểu thuyết hay à, nơi này tiểu thuyết thật sự là quá buồn tẻ vô vị. Khương Khiêm thở dài một hơi, khép sách lại trong nháy mắt, Bạch Phiêu Tuyết bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt. Con mẹ ngươi, cái này đột nhiên một chút là thật hù dọa khương khiêm bạch phiêu tuyết một mặt ánh mắt tò mò nhìn xem khương khiêm vội vàng dò hỏi khương khiêm ngươi là thế nào phát hiện cái kia là người của ma tộc các trưởng lão cũng không có phát hiện khương khiêm nghe vậy tùy theo lấy ra ma tộc kiểm trắc thạch chính là cái đồ chơi này ta phía trước tại bên trong bí cảnh trong lúc vô tình lấy được có thể kiểm trắc phụ cận có hay không ma tộc quả nó hy kỳ cổ quái gì đồ chơi toàn bộ cũng có thể để cho cái kia bí cảnh cõng nổi bạch phiêu tuyết cũng tin tưởng gật đầu một cái đây chính là một cái đồ tốt nha bạch sư tỷ ngươi có muốn không ngươi muốn ta liền cho ngươi ngược lại đối với ta mà nói không có tác dụng gì thật sự có thể chứ tự nhiên cầm đi đi khương khiêm mỉm cười đem mấy thứ đưa cho bạch phiêu tuyết bạch phiêu tuyết tiếp nhận ma tộc kiểm trắc thạch cười vui vẻ một giây sau nàng đột nhiên chạy tới khương khiêm bên cạnh lại trực tiếp tại trên gương mặt của hắn hôn một cái khương khiêm có đảm lượng à. Bạch Hiện Thiên Phong không biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn vừa vặn để cho hắn nhìn thấy mà này. Lộc cộc, xong đời. Khương Khiêm theo bản năng bưng kín bị Bạch Phiêu Tuyết hôn qua gương mặt. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 31 Bạch Thiên Phong sắc mặt âm trầm nhìn xem Khương Khiêm, lộ ra một nụ cười. Khương Khiêm à, chuyện này không nên cùng ta giải thích một chút sao. Ta giảng giải. Ta giảng giải cái gì? Ta mới là người bị hại à? cũng không phải ta hôn ngươi nữ nhi, mà là con gái của ngươi hôn ta. Cái này, nói như thế nào đây, kỳ thực tông chủ ngươi vừa mới nhìn thấy cũng là ảo giác, ngươi tin không?" Khương Khiêm lúng túng mà cười cười. Bạch Phiêu Tuyết ngăn ở Bạch Thiên Phong mặt phía trước, nói: "Không cho phép, ngươi đối với Khương Khiêm động thủ, nếu như ngươi muốn động hắn mà nói, liền muốn từ trên người ta bước qua đi." Bạch Thiên Phong nhìn xem Bạch Phiêu Tuyết biểu hiện, đã lời nói, hắn biết mình bảo bối này nữ nhi không có ở cùng hắn nói đùa hắn cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai, yên tâm đi, ta sẽ không đối với Khương Khiêm làm ra chuyện gì. Nhưng mà, ta có mấy câu, muốn cùng Khương Khiêm nói một chút. Nữ nhi, ngươi có thể trở về tránh một lát sao? Bạch phiêu tuyết nghe vậy, lắc đầu. Ta không, và nhất lúc ta không có ở đây, đối với Khương Khiêm làm ra sự tình gì, làm sao bây giờ? Bạch Thiên Phong thấy mình nói bất động Bạch Phiêu Tuyết, thế là đem ánh mắt nhìn về phía Khương Khiêm. Khương Khiêm lập tức chú ý tới Bạch Thiên Phong cái kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người, khóe miệng giật giật. "Bạch sư tỷ, có thể làm phiền ngươi rời đi trước sao?" Ân. Bạch Phiêu Tuyết nghe được Khương Khiêm lời nói, không có gì do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống. Cùng Bạch Thiên Phong gặp thoáng qua thời điểm, Bạch Phiêu Tuyết cảnh cáo nói, "Cha, nếu như ta phát hiện Khương Khiêm có cái gì dị thường mà nói, ta về sau cũng sẽ không để ý đến ngươi." Nói đi, Bạch Phiêu Tuyết liền quay người rời đi trong sân bạch phiêu tuyết sau khi rời đi bạch thiên phong liền ngồi ở khương khiêm đối diện trong lúc nhất thời giữa hai người im lặng như thế nào có loại cảm giác gặp cha vợ khương khiêm lập tức cảm giác như ngồi bàn trông toàn thân cũng không quá thoải mái tiểu tử thúi có thể à lại có thể từ làm ta như vậy ngoan cố nữ nhi di tình biệt luyến xem ra ngươi có một tay à bạch thiên phong cười lạnh nói khương khiêm khóe miệng giật giật cười khan nói ta ta không biết tông chủ ngài đang nói cái gì Chính ta cũng không biết Bạch Phiêu Tuyết đây là một cái gì tình huống. Bạch Thiên Phong nghe vậy lạnh rên một tiếng, bất kể như thế nào, ta nhận định con rể chỉ có Đoạn Ngọc Thanh một người, lời nói liền nói đến nơi đây à, ta liền đi trước. Nói đi, hắn liền trực tiếp quay người rời đi trong sân. Bạch Thiên Phong chân trước mới vừa rời đi, chân sau Bạch Phiêu Tuyết liền trực tiếp đi đến. Khương Khiêm, cha ta không có đối với ngươi như vậy à? Bạch Phiêu Tuyết vội vàng mở miệng dò hỏi. Khương Khiêm lắc đầu, Bạch phiêu tuyết thấy vậy yên tâm phun ra một hơi. Như vậy cũng tốt, nếu như cha ta dám đối với ngươi như thế nào mà nói, ta liền lột sạch hắn cái kia một túm râu rìa. Khương Khiêm, ta liền đi tu luyện. Nói đi, nàng liền ngự kiếm phi hành, rời đi Khương Khiêm trong chỗ. Khương Khiêm nhìn xem bạch phiêu tuyết bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ nói, đây đều là sự tình gì à, ta liền chỉ muốn lẳng lặng, an an ổn ổn. Ngân ấy tiểu nguyện vọng làm sao lại không thể thỏa mãn ta đây. Mấy ngày sau. Ngô Kim Phượng đứng tại khương khiêm nơi ở cửa ra vào, bồi hồi không chắc, nghĩ gõ nhưng là lại không dám gõ, cúi đầu tự lẩm bẩm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại sư huynh tính khí cổ quái, ta sau khi tiến vào vạn nhất lại bị đánh làm sao bây giờ? Lần trước thương đều không có hoàn toàn khôi phục, lần này lại bị đánh, vết thương cũ chưa lành lại thêm mới thương. Thế nhưng là ta không đi nói cho đại sư huynh mà nói, vô luận chính là tông chủ vẫn là trưởng lão đều biết trách tội tại ta. A. À, Ta đến cùng là nói cho, cũng không cần nói cho à. Nói cho cái gì? Một thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ Ngô Kim Phượng sau lưng chuyển đến. Ngô Kim Phượng trực tiếp bị sợ đụng đầu vào trên cửa chính. Hai tay che lấy đau đớn chán, quay đầu nhìn thấy Khương Khiêm, liền hỏi. Đại sư Huynh, ngươi tại sao không có trở tại trong sân? À, ta hôm nay bỗng nhiên muốn ăn cá, cho nên đi bắt một chút cá. Không thể không nói chúng ta tông môn nội tình thâm hậu đâu. Ngay cả cá đều nuôi người người tráng kiện vô cùng nói xong khương khiêm nhắc lên chính mình vừa mới bắt được cá cá chúng ta tông môn lúc nào lời đến một nửa ngô kim phượng bỗng nhiên dừng lại con ngươi co rụt lại khóe miệng giật giật đại sư huynh con cá kia có phải hay không tại vạn trượng phong nơi đó trong ao bắt được khương khiêm gật đầu một cái bằng không thì đâu địa phương khác cũng không có cá à cái chỗ kia thế nhưng là thánh tử nuôi cá chỗ hơn nữa những cá kia cũng đều là ăn đan dược lớn lên cực kỳ chân quý đại sư huynh lại dám trảo chỗ đo cá lòng can đảm không là bình thường lớn nha ngô kim phượng nhìn xem khương khiêm cá trong tay trong ánh mắt tràn đầy ý sợ hãi đúng ngươi mới vừa rồi là không phải có chuyện gì muốn nói cho ta biết à khương khiêm bỗng nhiên mở miệng dò hỏi ngô kim phượng nghe vậy lập tức mở miệng nói ra đúng tông chủ gọi ngươi đến đại điện một chuyến tựa hồ có chuyện gì có việc khương khiêm gật đầu một cái tiện tay đem cá ném cho ngô kim phượng con cá này liền cho ngươi không cần cảm ơn cảm ơn ta. Tiếng nói vừa dứt xong. Người ảnh trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Ngô Kim Phượng nhìn xem cá trong tay, bị hù lập tức hướng về vạn trượng phong chạy tới. Đại ca, ta hảo đại ca à, ngươi có thể tuyệt đối không nên chết à, bằng không thì ta muốn phải cho ngươi chôn theo. Đại điện. Khương Khiêm đi tới thời điểm, liền chú ý đến ngự thú môn đệ tử cùng với trưởng lão. Hắn đi tới Bạch Thiên Phong trước người, chắp tay dò hỏi, không biết tông chủ, gọi ta tới có chuyện gì à? một cái người mặc ngự thú môn trang phục, ghim cái đơn đuôi ngựa, màu lúa mì da thịt thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng nói: ngươi chính là Khương Khiêm, cũng chả có gì đặc biệt. loại người như ngươi thế mà cũng có thể thuần phục ngũ gia yêu thú gió bắc băng làng. Khương Khiêm nghe vậy, xoay người nhìn về phía thiếu nữ kia. ngươi là? Khương Khiêm, nàng chính là ngự thú môn thiếu tông chủ Hồ Mộ Nhụy. Bạch Phiêu Tuyết tại Khương Khiêm bên tai nhỏ giọng mở miệng giải thích: Hồ Mộ Nhụy, ta nhớ dậy rồi gia hỏa này cũng mười phần ưa thích đoạn Ngọc Thanh. Bất quá, lại bị đoạn Ngọc Thanh lợi dụng. Dẫn đến nàng không chỉ có đã mất đi tu vi, càng là gánh lấy cấu kết ma tộc bêu danh. Cuối cùng, treo cổ tự vận. Không thể không nói, đoạn Ngọc Thanh gia hỏa này số đào hoa cũng không tệ lắm. Làm gì thế giới này nhân vật chính là Khương Tử Huyên, mà không phải hắn. Bằng không thì, hắn tốt xấu như thế nào cũng là sảng văn tiểu thuyết nam chính. Khương Khiêm nhìn xem hồ mộ nhụy ánh mắt, lộ ra chút tiếc hận. Hồ Mộ Nhụy chú ý tới Khương Khiêm ánh mắt, cả giận nói. Nhìn cái gì, có tin ta hay không móc xuống ánh mắt của người hả? À? Con mẹ ngươi, thật cùng nguyên tắc một dạng tinh khí nóng này. Khương Khiêm tùy theo thu hồi ánh mắt. Hừ, Hồ Mộ Nhụy lạnh rên một tiếng. Loại nam nhân này, không bằng đoàn ca ca một nửa hảo. Nói trở lại, vì cái gì không nhìn thấy đoàn ca ca bóng dáng đâu. Ngựa thú môn trưởng lão nhìn thấy Hồ Mộ Nhụy bộ dáng này, bắt đầu có chút hối hận mang theo nàng đến đây. Thiếu tông chủ, Chúng ta là tới đòi hỏi một câu trả lời hợp lý." Ngự thú môn trưởng lão bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở. Hồ Mộ nhụy nghe vậy, lúc này mới nhớ tới lần này mục đích, "Đúng, ta kém một chút quên đi. Các ngươi Thanh Sơn Tông vô cớ giết ta Ngự thú môn đệ tử, chẳng lẽ là không đem ta Ngự thú môn để vào mắt? Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành, tập 32." Lời này vừa nói ra, Triệu Khôn lập tức đứng dậy, khi cùng chuyện lão, "Ha ha ha, Hồ thiếu tông chủ thật là thích nói dỡn chúng ta làm sao có thể không đem ngươi ngự thú môn để vào mắt đâu lại nói nếu như chúng ta thanh sơn tông đệ tử nào vô cớ sát hại các ngươi ngự thú môn đệ tử ta nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ hắn nhưng mà chúng ta đệ tử cũng không phải loại người này à ta nghĩ nhất định là các ngươi ngự thú môn sai lầm sai lầm hồ mộ nhị cười lạnh một tiếng ta nghĩ hẳn sẽ không lầm đúng không nói xong ánh mắt của nàng nhìn về phía khương khiêm trần tiếu tiếu lúc này bỗng nhiên mở miệng cả giận nói Rõ ràng chính là các ngươi đệ tử muốn giết chúng ta, nhưng mà lại bị chúng ta giết ngược. Nói xong, Trần Tiếu Tiếu đi tới Khương Khiêm trước mặt. Giờ khắc này, Khương Khiêm mới chú ý tới, thì ra Trần Tiếu Tiếu cũng tại đại điện bên trong. Hồ Mộ Nhụy nhìn xem trước mắt Trần Tiếu Tiếu đang muốn nói gì thời điểm, lại bị bọn hắn nhà mình trưởng lão ngăn cản cánh tay, lắc đầu. Làm gì? Hồ Mộ Nhụy một cái bỏ rơi người trưởng lão kia, một bước đi tới Trần Tiếu Tiếu trước mặt. Ngươi chứng minh như thế nào à? chớ có nói mà không có bằng chứng à. Thiếu tông chủ, nói ít đi một câu. Ngự thú môn trưởng lão nhỏ giọng tại hồ mộ nhụy bên tai nhắc nhở. Chúng ta chỉ là muốn đòi hỏi cái thuyết pháp, không phải tới khiêu khích, thấy tốt thì ngưng à. Khương Khiêm chú ý tới cái này ngự thú môn trưởng lão dường như đang kiên kỵ Trần Tiếu Tiếu. Chẳng lẽ, Trần Tiếu Tiếu còn có cái gì khác thân phận sao? Trong nguyên tắc cũng không có đối với nàng có quá nhiều miêu tả à, chẳng lẽ là cái gì nắm giữ cường đại bối cảnh người qua đường sao? trần tiếu tiếu nghe được hồ mộ nhụy lời nói trực tiếp mở miệng nói ra vậy ngươi có cái gì chứng cứ ba người các ngươi là chúng ta giết đến bạch thiên phong triệu khôn bạch phiêu tuyết khương tử huyên cùng với tại chỗ những trưởng lão khác nghe được trần tiếu tiếu lời nói người người lộ ra một bộ cười khổ hồ mộ nhụy nghe vậy cười đắc ý ta như không có nói ta ngự thú môn chết chính là ba tên đệ tử ngươi vì cái gì rõ ràng như vậy à cái này còn cần ta đưa ra chứng cứ sao Trần Tiếu Tiếu lúc này mới ý thức tới mình nói sai, lập tức che miệng lại, hướng sau lưng Khương Khiêm quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ. Khương Khiêm vỗ vỗ Trần Tiếu Tiếu bả vai, sau đó đi tới Hồ Mộ Nhụy trước mặt, cười nhạt nói: "Ngươi không phải muốn chứng minh sao? Ta vừa vặn có." Nói xong, hắn móc ra một khối ngọc thạch, hướng bên trong thâu nhập một đạo linh khí sau. Ngọc thạch trong nháy mắt tản ra một đạo quang mang, ngay sau đó, một đạo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong hình mười phần cặn kẽ ghi lại chuyện nguyên nhân gây ra đi qua kết quả. Mấy phút sau, hình ảnh dần dần biến mất, Khương Khiêm cười nhạt nói, như thế nào, còn cần ta lấy ra chứng cớ gì sao? Không, từ bỏ. Hồ Mộ Nhụy sắc mặt đỏ bừng, lúng túng lui trở về trong đội ngũ. Ngựa thú môn trưởng lão nhìn thấy bức tranh này, trong nháy mắt lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhà mình đệ tử, công kích trước nhân gia, sau đó còn mở miệng kiêu ngạo, bị giết chết, hợp tình lý mà chính mình lại còn chẳng biết xấu hổ tới cửa đòi hỏi thuyết pháp cái này không còn tồn đùa nghịch lưu manh sao nhân ra không tìm phiền phức của hắn cũng không tệ rồi khụ 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 kia cái gì cũng là hiểu lầm cho quý tông thêm phiền toái ngượng ngùng ngựa thú môn trưởng lão lập tức mở miệng nói xin lỗi đạo triệu khôn một cái thuấn thân đi tới trước mặt của bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói xin lỗi liền có thể kết thúc rồi à chúng ta thanh sơn tông chẳng lẽ là các ngươi muốn tới thì tới sao chẳng lẽ các ngươi ngự thú môn xem thường ta thanh sơn tông khương khiêm nhìn xem triệu khôn bây giờ sắc mặt không khỏi cảm thán đại trưởng lão cái này trở mặt tốc độ so xuyên kịch trở mặt nhanh hơn à hồ mộ nhị nghe vậy cắn hàm răng hỏi vậy ngươi muốn cái gì không có cách nào ai bảo bọn hắn đuối lý triệu khôn cười cười dạng này các ngươi bồi lên một bình tam phẩm đan dược cứ như vậy đi cái gì tam phẩm đan dược nếu như ngươi là muốn nhị phẩm đan dược ngươi muốn bao nhiêu ta cho người bao nhiêu nhưng mà tam phẩm đan dược ngươi cũng biết nhiều chân quý cho nên không có khả năng hồ mộ nhị 10 phần khẳng định từ chối nói ngự thú môn trưởng lão nhìn thấy nhà mình thiếu tông chủ thế mà tại nhân ra chỗ cứng rắn như thế lập tức dự cảm không ổn hắn lập tức mở miệng nói mềm mỏng một bình tam phẩm đan dược có chút khó khăn dù sao các ngươi cũng biết thuốc viên tam phẩm chân quý trình độ nếu là chỉ là một hai khỏa mà nói ta ngược lại thật ra còn có thể cho đại trưởng lão tốt các ngươi không cần cho, các ngươi đi thôi. Bạch Thiên Phong lúc này mở miệng nói ra. Triệu Khôn nghe được tông chủ đều lên tiếng nói chuyện, hắn cũng sẽ không dễ nói những thứ gì. Ngự thú môn trưởng lão không khỏi thở dài một hơi. Hô, còn tốt không có cần, một hai khỏa tam phẩm đan dược cũng là muốn cái mạng nhỏ của ta. Hắn mang người, quay người rời đi, vừa mới đi vài bước thời điểm, chợt phát hiện hồ mộ nhụy thế mà không có theo tới. Xoay người thời điểm, phát hiện hồ mộ nhụy thế mà đi tới Khương Khiêm trước mặt. Thiếu tông chủ đây là lại đang làm ý đồ xấu gì à? Ngự thú môn trưởng lão lập tức dọa đến lập tức chạy tới, lôi kéo Hồ Mộ Nhụy cánh tay, "Thiếu tông chủ, chúng ta trở về." Bằng không thì tông chủ phu nhân lại muốn lo lắng ngài. Nhưng mà, Hồ Mộ Nhụy vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ bên trên, bỗng nhiên mở miệng nói, "Khương Khiêm, ta muốn cùng ngươi đánh một trận." Thứ đồ gì? Khương Khiêm có chút mộng bức, hắn có chút không hiểu. "Không phải ngươi không có việc gì cùng ta đánh một trận làm gì trở về thành thành thật thật nghỉ ngơi thật tốt bạch phiêu tuyết đi tới âm thanh lạnh lùng nói ở đây không phải ngươi ngự thú môn nhanh lên trở về ta không ta liền muốn cùng hắn đánh một trận như thế nào chẳng lẽ các ngươi thanh sơn tông sợ hãi hồ mộ nhụy lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo ta cự khương khiêm khi đang chuẩn bị cự tuyệt khương tử huyên lại vượt lên trước một bước mở miệng nói ra ta đường đệ đáp ứng ngươi yêu cầu đúng không nàng một mặt cười đều quay đầu nhìn xem Khương Khiêm. Đối với ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cái này chết xấu bụng nữ. Ta vốn là muốn cự tuyệt. Người chung quanh ánh mắt, tụ tập ở trên thân Khương Khiêm. Trong lúc nhất thời, Khương Khiêm bởi vì Khương Tử Huyên một câu nói kia, bị đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Hắn mười phần không tình nguyện gật đầu một cái. Đúng, ta đường tỷ không có nói sai. Khương Tử Huyên, ngươi nha chờ lấy, đừng tưởng rằng ngươi là nhân vật chính, ta cũng không dám bẫy ngươi. Chờ lấy. Một giây sau, Khương Khiêm cùng Hồ Mộ Nhụy đi tới Thanh Sơn Tông chuyên môn chiến đấu nơi trốn. Những cái kia vốn là còn nhiệm vụ trên người đệ tử, khi nghe đến bọn hắn đại sư huynh lại muốn cùng Ngự thú môn thiếu tông chủ đánh một trận, lập tức hứng thú. Từng cái hướng về chiến đấu chỗ chạy tới. Đại sư huynh lại muốn cùng Ngự thú môn thiếu tông chủ đánh nhau mau đi nhìn à? Cái gì? Đoán chừng có thể là một hồi Ngự thú đối chiến, ta có thể một lần cũng không có nhìn qua, ta phải đi xem. Đúng ta ngược lại thật ra muốn nhìn là chúng ta đại sư huynh yêu thú lợi hại, vẫn là ngự thú môn thiếu tông chủ yêu thú lợi hại. Trong lúc nhất thời, chiến đấu trường địa chu vây đứng đầy người. Hồ Mộ Nhụy tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cái ngũ dai gió bắc băng lang xuất hiện bên người. Khương Khiêm, thả ra ngươi gió bắc băng lang, xem là ngươi gió bắc băng lang mạnh, vẫn là gió bắc băng lang của ta mạnh. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 33 Khương Khiêm nghe vậy, bất đắc dĩ hô lên chính mình gió bắc băng lang hai cái gió bắc băng lang, mười phần uy vũ đứng ở nơi đó. Mọi người đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Oa, wow, rất đẹp trai khí à, ta cũng muốn một cái gió bắc băng lang làm thú cưỡi. Đừng nghĩ có hay không hảo, ngự thú môn thiếu tông chủ gió bắc băng lang là từ nhỏ bồi dưỡng đến lớn, đại sư huynh là bằng vào truyền thừa bắt được. Hai ngươi dạng không chiếm, làm sao có thể thuần phục cao ngạo gió bắc băng lang? Đúng, các ngươi có chú ý đến hay không đại sư huynh gió bắc băng lang tựa hồ lớn hơn một chút à? Đừng nói, thật đúng là hơn nữa tựa hồ lớn hơn một vòng hồ mộ nhụy mắt lông mày nhíu chặt lẩm bẩm nói đó căn bản không phải ngũ giai yêu thú hắn cái này chỉ gió bắc băng lang đã nửa bước bước vào lục giai ta gió bắc băng lang vẫn là vài ngày trước mới vừa vặn bước vào ngũ giai căn bản không có khả năng đánh thắng chỉ kia thế nhưng là bây giờ chịu thua mà nói ta chẳng phải là không có bất kỳ mặt mũi gì mặc dù biết rõ chính mình gió bắc băng lang không cách nào chiến thắng nhưng mà nàng kiên trì để nó bên trên bắt đầu triệu khôn một tiếng rơi xuống đất hồ mộ nhụy gió bắc băng lang trong nháy mắt liền xông ra ngoài hướng về khương khiêm gió bắc băng lang cắn xé mà đến khương khiêm gió bắc băng lang lấy phương thức giống nhau vào tới hai đầu gió bắc băng lang đụng vào nhau trong nháy mắt mặt đất trong nháy mắt giống như giống như mạng nhện hướng về bốn phía dặn nứt ra cắn xé phía dưới hồ mộ nhụy gió bắc băng lang thế mà bắt đầu dần dần cái này chiếm thượng phong hồ mộ nhụy thấy vậy lộ ra nụ cười vui vẻ không hổ là ta sói con Cố lên, đánh ngã cái kia gió Bắc băng lang. Đại sư huynh gió Bắc băng lang như thế nào bắt đầu ở Hạ Phong, chẳng lẽ đại sư huynh phải thua hết sao? Nói nhảm cái gì đâu, chúng ta đại sư huynh thế nhưng là tiêu diệt ma tộc trong đó một cái môn phái tồn tại, làm sao lại thua cho dạng này một tiểu nha đầu phiến tử? Chúng ta tiếp tục xem tiếp à, lúc này mới bắt đầu bao lâu à? Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Bạch Thiên Phong lúc này cũng hướng ngự thú môn trưởng lão mở miệng dò hỏi, các ngươi nhìn thế nào? Khương Khiêm có phải hay không phải thua? Hắn, Ngự thú môn trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta thiếu tông chủ sẽ bị thua. A, à, đây là vì cái gì? Ta thấy giống như là các ngươi thiếu tông chủ gió Bắc băng lang chiếm thượng phong nhà. Không chỉ có Bạch Thiên Phong hứng thú, những người khác cũng tới hứng thú, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Ngự thú môn trưởng lão. Ngự thú môn trưởng lão mở miệng giải thích, mặc dù trước mắt chúng ta thiếu tông chủ gió Bắc băng lang chiếm thượng phong, nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Quý Tông Khương Khiêm gió Bắc Băng Lang cũng không phải là ngũ giai yêu thú, mà là nửa bước lục giai, chỉ là về điểm này, chúng ta thiếu tông chủ liền không cách nào chiến thắng. Lại thêm, Quý Tông Khương Khiêm gió Bắc Băng Lang kinh nghiệm chiến đấu cao hơn, nó bây giờ chỉ là đang thử thăm dò thực lực của đối thủ, một khi thăm dò kết thúc, nó liền sẽ phản kích. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là cái dạng này. Bạch Phiêu Tuyết nghe được, lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Hồ Mộ Nhụy cái phiền toái này tinh, lại dám cùng Khương Khiêm so đấu yêu thú, nếu là biết Khương Khiêm thế nhưng là còn có lục gia lôi diễm phi vũ ưng lá bài tẩy này, không có lộ ra. Mười mấy hơi thở sau, lại như cùng ngự thú môn trưởng lão nói tới đồng dạng, xảy ra chuyển biến. Mới đầu chiếm thượng phong hồ mộ nhụy gió bắc băng lang, bây giờ lại bị Khương Khiêm gió bắc băng lang áp chế gắt gao ở dưới thân. Hơn nữa, hắn cổ cũng bị cắn. Tí ti máu tươi theo răng nanh nhỏ xuống đất. Hồ mộ nhụy thay đổi phía trước như vậy tự đại tỉnh táo bộ dáng, nóng nảy lại trực tiếp chạy đi qua. Ta chịu thua, không cần tiếp tục cắn. Tốt. Khương Khiêm một tiếng lưu lại, hắn gió bấc băng lang buông lỏng ra hồ mộ nhụy gió bấc băng lang, quay người về tới Khương Khiêm bên cạnh. Khương Khiêm tay phải đặt ở trên người của nó, đưa nó thu hồi đến ngự thú trong giới chỉ. Một lát sau, hắn đi tới hồ mộ nhụy bên cạnh, nhìn xem nàng ôm gió bấc băng lang rơi lệ bộ dáng. Nàng cái dạng này, thật giống như ta khi phụ nàng. Cầm lấy đi, chính ta đều không nỡ dùng nói xong khương khiêm đem một bình nhỏ thất thải con nai thú tinh huyết ném cho hồ mộ nhụy thất thải con nai thú phổ thông huyết dịch có thể giải bách độc hắn tinh huyết có thể mở bắt đầu khép lại vết thương bằng không làm sao lại nói thất thải con nai thú toàn thân là bảo đâu hồ mộ nhụy mở ra nắp bình sau vừa nghe liền trực tiếp người đi ra thất thải con nai thú tinh huyết ngươi từ chỗ nào lấy được nói nhảm chắc chắn là mua được chẳng lẽ ta còn có chỉ thất thải con nai thú à khương khiêm khoát tay áo sau đó chuyển rời đi. Ta liền biết chúng ta đại sư huynh lợi hại nhất, đối đãi vừa rồi giết ngược không có nhiều đặc sắc. Các ngươi vừa mới có nghe hay không, đại sư huynh vừa mới đưa ra đi chỗ, thế mà thất thải con nai thú tinh huyết, món đầu kia có thể ngộ nhưng không thể cầu à. Bằng không nói đại sư huynh của ta nhân từ đâu, không đành lòng nhìn xem ngự thú môn thiếu tông chủ gió Bắc băng lang chết đi, cho nên cấp ra chân quý như thế đồ vật cho nàng. Ta chính thức tuyên bố, đại sư huynh sau này sẽ là thần tượng của ta. Trong tiếng nghị luận, tất cả mọi người dần dần tàn đi. Ngự thú môn trưởng lão đi tới hồ mộ nhụy bên cạnh, thở dài một hơi nói. Thiếu tông chủ, chúng ta trở về đi thôi. Hồ mộ nhụy cho ăn chính mình gió bắc băng lang, đem hắn thu nạp đến ngự thú trong giới chỉ sau. Đứng lên, lục trưởng lão, ngươi đi về trước đi, ta muốn đi khương khiêm thương thảo một việc. Nói đi, nàng liên trực tiếp quay người rời đi, biến mất ở trong bể người. Ngự thú môn trưởng lão, vốn là muốn đuổi theo đi, còn bị chính mình cáo chi, Hôm nay nhất thiết phải trở về, bẩm báo hôm nay sự tình. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Thiên Phong, liền phiền phức, ngài chiếu cố một chút nhà ta thiếu tông chủ. Bạch Thiên Phong sờ lấy râu ria, cười nhạt nói: Yên tâm đi, nàng muốn đợi bao lâu, thay mặt bao lâu. Đa tạ. Tiếng nói vừa dứt xong, Ngự thú môn trưởng lão gọi ra một cái tứ gia yêu thú Phi Vân Tinh Hạc, ngồi Phi Vân Tinh Hạc, bọn hắn liền rời đi Thanh Sơn Tông bạch phiêu tuyết nhìn thấy hồ mộ nhụy thế mà hướng về khương khiêm chỗ ở chạy tới nóng nảy lập tức chạy tới khương tử huyên nhìn xem rời đi bạch phiêu tuyết khóe miệng hơi hơi dương lên tựa hồ có cái gì tốt chơi sự tình sắp xảy ra nàng hiếu kỳ và mong đợi đi theo trần tiếu tiếu cũng nhìn thấy các nàng đều đi cũng vội vàng đi theo khi tam nữ đi tới cửa ra vào nghe được làm các nàng cực kỳ rung động lời nói khương thần chỉ một lần chỉ một lần có hay không hảo không được không được van cầu ngươi, chỉ một lần có hay không hảo. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 34, bang. Bạch phiêu tuyết trực tiếp một cước đạp ra đại môn, vọt vào, liền thấy được hồ mộ nhụy hai tay nắm chặt khương khiêm tay phải. Nàng lập tức ghen tuông đại phát, một cái cước bộ đi tới trong hai người ở giữa, một trưởng trực tiếp mở ra hồ mộ nhụy hai tay. Hồ mộ nhụy bị đau thu hồi hai tay, tức giận nhìn về phía bạch phiêu tuyết, cả giận nói. Ngươi làm gì? Phát thần kinh cái gì bệnh à? làm gì vô duyên vô cớ đánh ta à vậy ngươi làm gì vô duyên vô cớ bắt được ta nhóm thanh sơn tông đại sư huynh tay phải không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao nói xong bạch phiêu tuyết trực tiếp ôm lấy khương khiêm cánh tay phải hồ mộ nhụy nhìn xem bạch phiêu tuyết nói một đàng làm một bộ bộ dáng khóe miệng giật giật nam nữ thụ thụ bất thân vậy ngươi đây là có chuyện gì ta cùng khương khiêm vốn là đồng môn người thân mật như vậy cũng là chuyện hết sức bình thường bạch phiêu tuyết một mặt bình tĩnh hồi đáp phảng phất loại chuyện này hết sức bình thường đồng dạng hồ mộ nhụy nhìn xem bạch phiêu tuyết biểu hiện khẽ trao mày chờ một chút bạch phiêu tuyết không phải ưa thích đoàn ca ca sao ta hiện tại cũng còn nhớ rõ một năm trước ta cùng nàng cũng bởi vì đoàn ca ca sự tình tranh cãi không ngừng bây giờ nàng như thế nào đột nhiên thích cái này khương khiêm chờ một chút tất nhiên nàng thích khương khiêm như vậy cũng liền đại biểu đoàn ca ca chính là thuộc về ta nghĩ tới đây Hồ Mộ Nhụy không khỏi lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Trần Tiếu Tiếu lúc này đi tới Khương Khiêm bên cạnh, dò hỏi, Đại sư Huynh, cái này ngự thú môn thiếu tông chủ tìm ngươi có chuyện gì à? Nàng bảo ta truyền thụ nàng ngự thú kỹ xảo. Khương Khiêm tay trái bất đắc dĩ đỡ cái chán. Cái này Hồ Mộ Nhụy đột nhiên xông tới, liền nói cái gì phải hướng hắn học tập ngự thú chi đạo. Nói đùa sao, Khương Khiêm làm sao lại ngự thú chi đạo, hắn những thứ này ba con yêu thú. Một cái hệ thống tặng, một cái làm ngư ông lấy được, một cái chính mình đưa tới cửa. Hắn nói đến đến ngự thú truyền thừa, hoàn toàn chính là mê hoặc người khác, không để người khác biết, kỳ thực hắn thu được là vạn thế ma tôn truyền thừa. Cho nên, hắn như thế dạy hồ mộ nhị à. Trần Tiếu Tiếu gật đầu một cái, nguyên lai là cái dạng này à, khó trách. Hồ mộ nhị dù sao cũng là ngự thú môn thiếu tông chủ, muốn học đến càng lợi hại hơn ngự thú chi đạo, cũng không kỳ quái. Hồ mộ nhị tựa hồ cũng nhớ tới mình mục đích, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Khương Khiêm. Khương Khiêm, ngươi liền dạy ta đem chỉ một lần có hay không hảo nếu như ngươi chịu dạy ta mà nói ta nhất định hậu lễ dâng lên như thế nào khương khiêm lắc đầu không muốn không muốn ta căn bản không dạy được ngươi đồ vật gì ngươi chính là hẹp hòi không muốn dạy ta ta cũng không phải học ủng công nói đi ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi hồ mộ nhụy nói trực tiếp lấy xuống chính mình chứa đựng giới chỉ thời đại này nói thế nào nói thật cũng không có người tin tưởng đâu khương khiêm nhìn thấy hồ mộ nhụy cỗ này chấp nhất kình trong lúc nhất thời đều có chút đau đầu khương khiêm không muốn dạy ngươi liền không muốn dạy ngươi ngươi dạng này dây dưa hắn làm những thứ gì bạch phiêu tuyết ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói ra hồ mộ nhụy tính khí nóng này nghe được bạch phiêu tuyết lời nói đang tại chuẩn bị tức giận thời điểm đoạn ngọc thanh lúc này bỗng nhiên xuất hiện tiểu sư muội ngươi như thế nào ở cái địa phương này ta nói như thế nào tại địa phương khác tìm không thấy ngươi đây Hồ Mộ Nhụy thay đổi phía trước tính tình nóng này, mặt mang nụ cười đi tới Đoạn Ngọc Thanh trước mặt, tựa như mối tình đầu nữ tử giống như, một mặt thẹn thùng hồ. Đoàn ca ca, đã lâu không gặp. Đoạn Ngọc Thanh nhưng căn bản không để ý đến nàng, mà là hung hăng thăm hỏi Khương Tử Huyên. Cái này lệnh Hồ Mộ Nhụy có chút lúng túng đứng tại chỗ bên trên. Khương Tử Huyên đối mặt như thế tha thiết Đoạn Ngọc Thanh, cũng có chút không kiên nhẫn. Nàng đối đãi Đoạn Ngọc Thanh căn bản không có cảm tình, nhiều lắm là chỉ có sư huynh muội ở giữa hữu nghị chi tình. Thế nhưng là, đoạn Ngọc Thanh dù sao trợ giúp nàng nhiều lần như vậy, nàng cũng không tốt nói cái gì. Khương Khiêm nhìn xem phức tạp như vậy lại cẩu huyết một màn, lộ ra ăn dưa quần chúng nụ cười. Nếu như, không phải thấy cảnh này, ta đều kém chút quên lúc này vẫn là một cái thế giới huyền huyễn. Hắn ngồi ở ghế đá, uống trà, cắn hạt dưa, bỗng nhiên một bộ ăn dưa quần chúng bộ dáng. Sư huynh, ta chợt nhớ tới còn có chút sự tình, ta chỉ muốn đi. Nói đi, Khương Tử Huyên vội vã quay người rời đi đoạn ngọc thanh nhìn xem khương tử huyên bóng lưng quay đầu chừng mắt liếc khương khiêm sau liền thu hồi ánh mắt đi theo khương tử huyên bước chân không phải ngươi nha chừng ta làm gì đồ chơi liên quan ta cái rắm ả à. khương khiêm có chút im lặng nhìn xem đoạn ngọc thanh rõ ràng tiếp nhận khương tử huyên chính nàng chạy tới ta ở bên trong lại ta không phải là gọi nàng tới đoạn ngọc thanh ra hỏa này đầu tinh khiết chính là có cái bệnh nặng hồ mộ nhụy ánh mắt nhìn đoạn ngọc thanh cùng khương tử huyên hai người bóng lưng lâm vào phút chốc trầm tư sau quay đầu nhìn về phía Bạch Phiêu Tuyết, vô ý thức hỏi, đoàn ca ca, đây là ưa thích cô gái nào? Bạch Phiêu Tuyết không để ý đến nàng, ngược lại đoạn Ngọc Thanh cùng nàng đã không quan hệ, nàng bây giờ một lòng cũng là Khương Khiêm. Kỳ thực không cần Bạch Phiêu Tuyết trả lời, hồ mộ nhụy kỳ thực trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Nàng có chút không cam lòng, chậm rãi là chính mình trước tiên thích đoạn Ngọc Thanh, dựa vào cái gì bị cái khác nữ tử nửa đường chen ngang nữa nha. Bạch phiêu tuyết 10 phần lý giải hồ mộ nhụy bây giờ cảm xúc, nhưng mà nàng tự nhận là chính mình rất may mắn tại trong đoạn thời gian đó nàng gặp phải khương khiêm nghĩ tới đây nàng ôm chặt hơn nàng tuyệt đối sẽ không để cho khương khiêm rời đi bên người nàng hồ mộ nhụy điều chỉnh tình cảm một cái sau hắn ánh mắt nhìn bạch phiêu tuyết thân mật ôm khương khiêm cánh tay thì ra bạch phiêu tuyết sẽ cùng khương khiêm cùng một chỗ thì ra bất quá đoàn ca ca đã không thích nàng cho nên nàng mới có thể khương khiêm cùng một chỗ đem khương khiêm coi như đoàn ca ca vật thay thế Khương Khiêm vô luận là dung mạo hay là thực lực bên trên, chính xác không chút nào kém cỏi hơn Đoàn Ca Ca. Ai, chỉ có thể nói Bạch Phiêu Tuyết thật sự là rất dễ dàng từ bỏ. Nhưng mà, ta sẽ không dễ nổi giận như vậy. Hồ Mộ Nhụy ánh mắt bỗng nhiên biến 10 phần kiên định, đồng thời lại một bộ 10 phần ánh mắt đồng tình nhìn xem Khương Khiêm. Cái này nha đầu phiến tử suy nghĩ cái gì à? Có vẻ giống như đang đồng tình ta cũng như thế. Không phải, ta đều không có thông cảm nàng, nàng như thế nào ngược lại thông cảm ta? Khương Khiêm mười phần không hiểu vì cái gì Hồ Mộ Nhụy lại đột nhiên thông cảm hắn. Một giây sau, Hồ Mộ Nhụy một tiếng không phát trực tiếp quay người rời đi. Bạch Phiêu Tuyết cùng Trần Tiếu Tiếu hai nữ cũng không có đợi quá lâu, cũng đứng dậy rời đi Khương Khiêm nhà ở bên trong. Khương Khiêm không khỏi thở dài một hơi, cười vui vẻ. Hô, cuối cùng cũng chỉ còn lại có ta một người, có thể thanh tịnh một đoạn thời gian. Tiếng nói vừa mới, rơi xuống đất thời điểm. Một cái khí vũ hiên ngang, phát lấy ngọc quan dơ lên nam tử bỗng nhiên đi đến. Hắn mỉm cười nhìn xem Khương Khiêm, chắp tay mà nói: "Đại sư huynh, sư đệ Trần Thế Dân đến đây bái phỏng." Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 35. Trần Thế Dân, nếu như ta không có nhớ lầm, hắn dường như là Long Viêm Quốc Tam Vương gia, Sắc Phong Tần Vương. Đồng thời, cũng là Thanh Sơn Tông đệ tử. Tại hoàng thất trong bạn cùng lứa tuổi, thực lực của hắn thập phần cường đại, bao quát đương triều thái tử. Hắn đối với hoàng vị có cực lớn dã tâm đằng sau hắn thừa dịp hoàng đế băng hà hôm đó vì đoạt được hoàng vị tại hoàng cung tây môn thanh long môn phát khởi chính biến đáng tiếc thái tử có nhân vật chính khương tử huyên cùng đoạn ngọc thanh hiệp trợ cũng liền dẫn đến lần này chính biến thất bại không chỉ có trần thế dân mạng nhỏ mình mắc vào hết thảy cùng hắn người có quan hệ đều bị giết cửu tộc xem ra mấu chốt nhất một đầu chủ tuyến xuất hiện khương khiêm nhìn xem tới chơi trần thế dân khẽ chào mày rất nhanh lông mày giãn ra cười nhạt dò hỏi không biết, Tần Vương bỗng nhiên tìm Thảo dân có gì muốn làm à? Ha ha ha, đại sư huynh ngài quá lời, tại Thanh Sơn Tông, ta bất quá chỉ là một cái đệ tử thôi. Trần Thế Dân mỉm cười mà đạo, Khương Khiêm làm ra một cái mời ngồi động tác, "Tần Vương, ngài ngồi xuống đi." "Hảo, cái kia sư đệ an vị xuống." Trần Thế Dân tùy theo ngồi ở ghế đá. Vừa mới ngồi xuống, Trần Thế Dân liền trực tiếp nói ra mục đích của mình, "Đại sư huynh, bây giờ ngài cũng biết hiện nay tình huống đương kim thành thượng bởi vì tu luyện không thích hợp dẫn đến thương tổn tới bản nguyên thân thể là ngày càng lụn bại chỉ sợ lập tức liền muốn nói đến đây trần thế dân dừng lại sau đó tiếp tục nói thái tử hiếu sát dũng đấu nếu là hắn vì hoàng thượng khổ chỉ có thế gian này lê dân bách tính à trần thế dân nói cũng không tệ căn cứ vào nguyên tắc tiểu thuyết chỗ miêu tả đương triều thái tử nào chỉ là hiếu sát dũng đấu đơn giản chính là một cái chiến tranh cùng ma bằng vào sức một mình tại trong ngắn ngủi 100 năm liền hủy diệt toàn bộ Long Viêm Quốc. Cho nên, lấy Tần Vương chi ý là, Khương Khiêm cố ý giả vờ ngớ ngẩn hỏi. Trần Thế Dân lập tức trở về nói, ta hy vọng Đại sư Huynh có thể giúp ta đoạt lấy hoàng vị, nếu là thành công, nhất định phong hầu bái tướng. Quả nhiên, hắn tới đây mục đích đúng là vì mời chào ta đến hắn trên thuyền. Lên hắn thuyền hải tặc liền đợi đến giết cửu tộc à. Ta cũng không bên trên, ai mẹ hắn thích, ai bên trên. Ta phải gìn giữ trung lập quan hệ, tuyệt đối không cuốn vào trận này hoàng quyền tranh đoạt trong nước xoáy dù sao ta loại này tiểu pháo hôi thân phận rất dễ dàng liền ngỏm củ tỏi khương khiêm uống một ngụm trà nóng sau hỏi loại chuyện này tần vương ngài vì cái gì không đi tìm tông chủ đâu đoán chừng hắn đã đã tìm tông chủ có thể đã bị cự tuyệt bốn đại tông môn tông chủ đều không phải là đồ ngốc ngược lại mỗi một cái đều là tu luyện thành tinh lão hồ ly bọn hắn vô cùng tinh tường muốn tông môn có thể một mực lâu dài xuống chính là không thể cùng hoàng thất có bất kỳ dối rắm Trần Thế Dân bất đắc dĩ cười khổ, không dối gạt đại sư huynh, kỳ thực ta có từng đi tìm tông chủ, đáng tiếc bị cự tuyệt. Khương Khiêm gật đầu một cái, chuyện này ta sẽ thật tốt suy nghĩ kỹ càng, còn xin Tần Vương đi về trước đi. Trần Thế Dân nghe được Khương Khiêm cái kia lập lờ nước đôi trả lời. Tuy có chút bất mãn, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra mỉm cười. Tốt, vậy tiểu đệ liền trở về chờ đại sư huynh hồi âm. Tiếng nói vừa dứt xong, Trần Thế Dân liền trực tiếp quay người rời đi Khương Khiêm nhà ở. Rời đi không xa sau, một cái thân mang quần áo màu đen nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Thế Dân sau lưng. Tần Vương, người này không biết tốt xấu, muốn hay không thuộc hạ tìm người hạ độc, khống chế lại hắn. Trần Thế Dân khoát tay áo, "Không cần, Khương Khiêm người này cho ta cảm giác đầu tiên chính là bụng dạ cực sâu." Đoán chừng, ngươi vẫn không có động thủ thời điểm, hắn có thể liền đã phát hiện ngươi ý đồ. Đối phó loại người này, không thể dùng cứng rắn chỉ có thể dùng mềm. Nói đi, hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Ba ngày sau, Khương Khiêm cùng Ngô Kim Phượng, hai người bọn họ ngồi ở trong sân, thế mà chưa lấy cờ cá ngựa. Đến nỗi từ chỗ nào thu được đến cờ cá ngựa, tự nhiên là hệ thống đánh dấu thời điểm, thu được đến phần thưởng. Sau sau sáu, Ngô Kim Phượng tay cầm xúc sắc, trong mùng không ngừng nhắc tới. Ném ra xúc sắc, nhìn xem xuất hiện sáu, hắn trong nháy mắt vui đến phát khóc. Quá tốt rồi, cuối cùng đi ra một con cờ trái lại khương khiêm còn kém một con cờ liền kết thúc ngô sư đệ ngượng ngùng xem ra là ta muốn chiến thắng khương khiêm tự tin mỉm cười đang chuẩn bị đổ xúc sắc thời điểm hồ mộ nhụy lúc này bỗng nhiên đá văng đại môn trực tiếp đi tới khương khiêm bên cạnh khương khiêm ngừng đổ xúc sắc quay đầu nhìn về phía hồ mộ nhụy có gì muốn làm có chuyện quay người đi thẳng thuận tiện đóng cửa lại cảm tạ khương khiêm ta nghe nói ngươi cùng khương tử huyên là đường tỷ đệ Ngươi chắc chắn biết Khương Tử Huyên nhược điểm đúng hay không? Hồ Mộ Nhị dò hỏi. Nhược điểm, ngươi như thế nào bỗng nhiên sẽ nghĩ tới biết cái này? Ngươi không cần quản cái này, ngươi chỉ cần nói cho ta mà nói, ta liền cho ngươi một dạng đồ tốt. Hồ Mộ Nhị có chút tức giận hồi đáp. Cái này nha đầu phiến tử đoán chừng là muốn chỉnh Khương Tử Huyên, kết quả bị Khương Tử Huyên phản cứ vậy mà làm. Bất quá ngược lại là có thể mượn nàng tay thật tốt chỉnh một chút Khương Tử Huyên để giải trong lòng ta lửa giận khương khiêm khóe miệng hơi hơi dương lên nói ta có thể nói cho ngươi nhưng mà ngươi có thể hàng vạn hàng nghìn không thể bại lộ là ta nói cho ngươi biết hảo không có vấn đề hồ mộ nhụy vỗ vỗ nàng cái kia bình nguyên bảo đảm nói khương khiêm thế là tại bên tai nàng nhỏ giọng nói sau khi nghe xong hồ mộ nhụy hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía khương khiêm có chút không tin hỏi cái kia thật là nhược điểm của nàng ta chẳng lẽ còn có thể gạt ngươi sao tốt tốt à Hồ Mộ Nhụy nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái, sau đó nàng đưa cho Khương Khiêm một tấm lệnh bài. Chiêu này lệnh bài có thể để ngươi tiến vào chúng ta ngự thú môn máu yêu thú trong ao, nhờ ngươi gió bắc băng lang đi vào tu luyện. Nhưng mà, chỉ có thể sử dụng một lần. Nói xong, Hồ Mộ Nhụy liền trực tiếp quay người rời đi. Khương Khiêm nhìn xem trong tay lệnh bài, tiện tay đem hắn ném tới chữ vật giới chỉ bên trong. Ta vẫn theo tới xem, vạn nhất Hồ Mộ Nhụy bộc lộ ra ta, nhưng là xong đời lấy khương tử huyên tính cách nhất định sẽ ghi hận ta chợt hắn ném ra xúc sắc đứng dậy đi theo hồ mộ nhụy bước chân ngô kim phượng một thân một mình nhìn xem trước mặt cờ máy bay lẩm bẩm nói đại sư huynh nếu đều đi ta chỉ có một người chơi ta cũng không tin ta bốn khỏa quân cờ không thể đi ra nói đi hắn lại bắt đầu ném lên xúc sắc một bên khác khương khiêm núp ở trên một cây đại thụ che đậy kín chính mình khí tức sau ánh mắt gắt gao nhìn xem sắp chạm mặt hồ mộ nhụy cùng khương tử huyên Khương Tử Huyên nhìn thấy lại tới Hồ Mộ Nhụy, hơi không kiên nhẫn nói: "Ngươi làm sao lại đến? Ta đều đã cùng ngươi nói 100 lần, ta cùng đoàn sư huynh chỉ là thông thường sư huynh muội quan hệ." "Hừ, ta cũng không tin đâu." Hồ Mộ Nhụy không chút nào tin tưởng Khương Tử Huyên lời nói. Một giây sau, nàng thừa dịp Khương Tử Huyên không chú chỉ ý, hướng về Khương Tử Huyên trực tiếp ném ra một đống lớn xanh biếc đồ vật. "Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành" Tập 36 cái kia một đống xanh biếc đồ vật không phải đồ gì khác mà là một chút phổ thông sâu gióng khương tử huyên nhìn thấy những thứ này sâu gióng toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng ngược con ngươi đột nhiên co rụt lại thay đổi ngày xưa tỉnh táo bộ dáng triệt để hốt hoảng cứu mạng à nàng bị hù bắt đầu chạy khắp nơi tới chạy tới tốc độ hồ mộ nhị nhị không được phá lên cười ha 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 ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không sợ đâu đường đường thanh sơn tông thánh nữ thế mà lại còn sợ sâu gióng trốn ở trên cây khương khiêm, nhìn xem cũng hả giận. hà giận, ai kêu cái này xấu bụng nữ mỗi ngày cũng chỉ biết lừa ta. Quá mẹ nó hà giận. Khương Khiêm ngồi ở trên nhánh cây, nhìn không biết quá nhiều nghiện. Ngay tại hai người nhìn hà giận thời điểm, Khương Tử Huyên một môi lửa trực tiếp đốt rụi những thứ này sâu gióng. Sau đó, ánh mắt nàng tức giận nhìn về phía hồ mộ nhụy, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại. Thuấn Di đến hồ mộ nhụy trước mặt, cười lạnh dò hỏi. Hồ mộ nhụy, Ta hỏi ngươi có phải hay không khương khiêm nói cho ngươi, ta sợ sâu gióng. Hồ Mộ Nhụy đầu trực tiếp lệch qua một bên, lạnh rên một tiếng, ta mới sẽ không nói cho ngươi, ta lại không ngốc. Ngươi không có khả năng biết ta cái nhược điểm này, chỉ có Khương Khiêm biết, dù sao cũng là bởi vì hắn, ta mới bắt đầu sợ sâu gióng, cho nên tuyệt đối chính là hắn. Khương Tử Huyên ung dung nói. Không phải hắn, tuyệt đối không phải hắn. Hồ Mộ Nhụy mười phần khẳng định mở miệng nói ra. Khương Tử Huyên đắc ý cười nhạt quả nhiên là Khương Khiêm, ta liền biết là hắn. Trốn ở trên cây Khương Khiêm, bưng kín gương mặt. Ta như thế nào mỗi ngày không phải gặp phải loại này hai cánh tay, chính là gặp phải tên khốn kiếp. Đơn giản như vậy lời nói khách sáo, đều biết mắc lừa, khó trách ngươi về sau sẽ bị đoạn Ngọc Thanh lợi dụng. Khương Khiêm khi đang chuẩn bị rời đi, lại thấy được cách đó không xa đoạn Ngọc Thanh cùng một cái thân mang cẩm bào nam tử, vừa nói vừa cười đi tới. Hắn dừng bước, ánh mắt nhìn chầm chầm tên nam tử kia. Chẳng lẽ, gia hỏa này là chỉ chốc lát sau đoạn ngọc thanh cùng cái kia cẩm bào nam tử đi tới tiểu sư muội hồ mộ nhụy hai người các ngươi như thế nào cùng một chỗ đoạn ngọc thanh hơi nghi hoặc một chút hỏi khương tử huyên cười nhạt nói ta cùng hồ thiếu tông chủ đang thảo luận quản liên quan tới tu vi bên trên một ít chuyện đúng không hồ mộ nhụy gật đầu một cái đúng tốt à giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là đương triều thái tử đoạn ngọc thanh hướng hai nữ giới thiệu nói trần kiến chi hơi hơi nở nụ cười thanh nữ ngự thú môn thiếu tông chủ các ngươi tốt không cần quá mức câu nệ tiểu sư muội thái tử có chuyện muốn cùng ngươi nói chắc hẳn ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đoạn ngọc thanh cười nói khương tử huyên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút nói sự tình gì trần kiến chi cười nhạt một cái nói ta biết thanh nữ cha mẹ ruột vị trí lời này vừa nói ra khương tử huyên con ngươi co rụt lại Nàng khi biết chính mình bất quá là Khương gia dưỡng nữ sau, mỗi giờ mỗi khắc không muốn nhìn thấy chính mình cha mẹ ruột. Hiện nay nghe được có tin tức, nàng vội vàng mở miệng dò hỏi, ở nơi nào? Không vội, nếu thánh nữ nguyện ý gia nhập vào ta, giúp ta leo lên hoàng vị, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cáo chi ngươi. Trần Kiến Chi cười nhạt nói, trợ thái tử leo lên hoàng vị. Khương Tử Huyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng không hiểu. Thái tử không phải liền là hoàng vị tương lai người thừa kế sao? vì cái gì còn cần người khác tới tương trợ đoạn ngọc thanh lúc này giải thích nói tần vương có mưu phản chi tâm hơn nữa hắn bắt đầu đại lượng chiêu nạp nhân tài trong triều đình cũng có hắn một nửa người ủng hộ khương khiêm vài ngày trước cũng gia nhập vào tần vương trong trận doanh không tin tiểu sư mụi ngươi có thể đi khương ra xem hiện nay khương ra có một đống lớn đến từ tần vương quà tặng đằng sau một đoạn văn là đoạn ngọc thanh cố ý nói cho khương tử huyên nghe trốn ở trên cây khương khiêm nghe được lời nói này không khỏi cả kinh ta lúc nào gia nhập tần vương trận doanh quà tặng sẽ không phải là lão cha tự tiện đón nhận trần thế dân quà tặng à ta nghe nói qua hố cha còn là lần đầu tiên nghe nói hố nhi tử khương khiêm không có ý định tiếp tục nghe ngược lại tiếp xuống kịch bản chính là khương tử huyên đáp ứng thái tử yêu cầu hắn bây giờ cấp bách chính là muốn trước trở về trở lại khương ra hỏi thăm tinh tường không thể đần độn u mê như vậy liền lên thuyền hải tặc về tới chính mình nhà ở khương khiêm lập tức bắt đầu thu thập hành lý căn bản không có chú ý tới bạch phiêu tuyết đi tới nàng nhẹ nhàng vỗ một cái khương khiêm bả vai khương khiêm ngươi đây là muốn đi chỗ nào à con mẹ ngươi khương khiêm bị bạch phiêu tuyết lần này dọa gần chết nguyên lai like là bạch sư tỷ à ta phải về lão ra một chuyến cha ta sắp chết ta trở về thăm hỏi lão nhân gia ông ta khương khiêm một bên trả lời một bên thu thập một chút nhu yếu phẩm cũng không phải sắp chết lại dám tiếp thu tần vương đồ vật nhận được tần vương chính biến thất bại, Khương gia sẽ phải bị giết cửu tộc. Ta cũng muốn cùng đi. Ân, Bạch Sư tỷ, ngươi nói cái gì? Ta cũng cùng đi, có thể chứ? Bạch Phiêu Tuyết một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn xem Khương Khiêm. Khương Khiêm gãi cái ót, "Bạch Sư tỷ, ta chỉ là trở về một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Van cầu ngươi, mang ta một cái đi." Bạch Phiêu Tuyết nắm lấy Khương Khiêm tay trái, làm nũng nói, nếu như những người khác nhìn thấy băng xương như tuyết bạch phiêu tuyết thế mà lại nũng nịu tất nhiên sẽ kinh ngạc rớt xuống ba có lẽ bạch phiêu tuyết sẽ chỉ ở trước mặt khương khiêm lộ ra bộ dạng này thần thái à khương khiêm nhìn xem nũng nịu bạch phiêu tuyết thật sự là khó mà cự tuyệt không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng xuống hi 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 quá tốt rồi bạch phiêu tuyết cao hứng trực tiếp ôm lấy khương khiêm cánh tay chợt hai người trực tiếp ngự kiếm phi hành rời đi thanh sơn tông khi rời đi thanh sơn tông phạm vi sau khương khiêm lập tức đem phi kiếm đổi thành lôi diễm phi vũ ưng ừ. lôi diễm phi vũ ưng ừ bay mau hơn một chút trên dưới hai ngày hai người cũng đã đi tới thiên trạch bên ngoài thành khương khiêm mới vừa đến hắn cửa ra vào thời điểm binh sĩ lập tức hướng về phía khương khiêm cung vui vẻ nói khương thiếu ra chúc mừng chúc mừng thu được tần vương đại nhân thưởng thức khương khiêm không để ý đến bọn hắn mà là trực tiếp tiến vào trong thành hướng về khương ra đi đến bạch phiêu tuyết lại có chút nghi hoặc mở miệng dò hỏi khương khiêm bọn hắn nói cũng là có ý tứ gì cái gì tần vương chuyện này nói đến có chút phức tạp ta trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng chờ thêm một hồi bạch sư tỷ ngươi thì sẽ biết tốt à bạch phiêu tuyết nghe vậy cũng không có tiếp tục hỏi nữa dọc theo đường đi rất nhiều người chúc mừng lấy khương khiêm khương khiêm nghe được nhiều người như vậy chúc mừng lông mày tùy theo càng thêm nhíu chặt khương gia đại môn một cái trưởng lão nhìn thấy Khương Khiêm trở về, lập tức tiến lên nói. Khương thiếu tộc trưởng, ngài trở về, là vì gặp Tần Vương sao, hắn bây giờ đang cùng tộc trưởng trong đại sảnh nói chuyện phiếm. Ta đã biết. Khương Khiêm bước nhanh hướng về đại sảnh đi tới. Bây giờ, trong đại sảnh, Trần Thế Dân cùng Khương Thành Hải cười cười nói nói, cho chuyện vui vẻ. Ha ha ha, còn xin Tần Vương đại nhân ngài yên tâm đi, chỉ cần ngài một tiếng phân phó, ta Khương gia nhất định xông pha khói lửa. Khương Thành Hải sờ lấy râu mép của mình, cười to nói: "Còn xin Tần Vương trở về, vừa rồi bất quá là phụ thân ta mê sảng thôi. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 37. Khương Khiêm lập tức hô. Lời này vừa nói ra, Trần Thế Dân cùng Khương Thành Hải ánh mắt lập tức nhìn về phía Khương Khiêm. Khương Khiêm cùng Bạch Phiêu Tuyết hai người đi đến. Khương Thành Hải nghe được con trai mình vừa nói lên lời nói như thế kia, dọa đến lập tức đứng dậy đi tới hắn trước mặt, nhi tử ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì tần vương đại nhân nhi tử ta không phải ý tứ kia khương thành hải sinh sợ trần thế dân sẽ tức giận nhân ra thế nhưng là tần vương khương gia loại này cánh tay nhỏ bắp chân làm sao có thể chọc nổi nhân ra tần vương à trần thế dân khoát tay áo cười nhạt nói khương tộc trưởng để cho không bằng để cho đại sư huynh nói tiếp như thế nào ta nghĩ hắn chắc có lời gì ngữ muốn nói cùng tần vương còn xin ngươi đem những vật này lấy về à đến nỗi gia nhập vào đội gia ngũ của ngươi, chuyện này ta không tính dính vào. Khương Khiêm trực tiếp đem lời làm rõ. Con mẹ ngươi, gia nhập vào trong đội ngũ của ngươi, không ngoài một năm. Không chỉ có ta, còn có gia tộc của ta, đều phải chết vỉnh lên vỉnh. Còn không bằng làm một cái người đứng xem, mặc dù không vớt được chỗ tốt gì. Nhưng mà, cũng không đến nỗi sẽ đem mạng nhỏ cho liên lụy. Trần Thế Dân nghe được Khương Khiêm lời nói, tựa hồ không có cảm thấy một tia, ngược lại cười nhạt nói. Đại sư Huynh, chuyện này không nên gấp gáp đi, quà tặng mà nói, ta cũng không thu hồi tới. Tạm thời cho là xem như sư đệ ta hiếu kính ngươi. Đúng, cái này phong thiếp mời, còn xin đại sư Huynh cùng thánh nữ hai người có thể tới tham gia. Nói đi, hắn đem thiếp mời đưa cho Khương Khiêm. Phía trước hắn liền đã Phật Trần Thế Dân mặt mũi, nếu là lần này còn không thu thiệp mời lời nói. Không còn là quất vào mặt tử sự tình, mà là hoàn toàn không đem Trần Thế Dân để ở trong mắt. Cho nên, cái này phong thiếp mời, Bất kể như thế nào hắn đều nhất thiết phải nhận lấy. Trần Thế Dân gặp Khương Khiêm nhận thiết mời, không khỏi nở nụ cười. Một lát sau, hắn chuẩn bị rời đi, đi tới cửa ra vào lúc, đột nhiên dừng bước, nói Đại sư Huynh, có chuyện, ta có cần thiết cùng ngươi nói một chút. Đoạn Ngọc Thanh hiện nay đã là thái tử người, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nói đi, hắn liền rời đi Khương ra. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ đề phòng cái này số một lớn liếm chó. Khương Khiêm gặp Trần Thế Dân đã đi xa sau một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trước mắt cái này hố đồng đội lão cha không phải cha ngươi không có việc gì tiếp thu tần vương đồ vật làm gì không thể nhận sao khương thành hải có chút không hiểu đưa tới cửa đồ vật vì cái gì không thể nhận hồ chi còn là tần vương trần thế dân tặng hắn không có đốt pháo chúc mừng cũng không tệ rồi ai tính toán chuyện này ta trong lúc nhất thời cùng ngươi nói không rõ ràng nhưng mà về sau tần vương lại cho những thứ gì tới lão nhân ra ngài nhất định muốn từ chối khéo dù sao cái này có thể liên quan đến chúng ta Khương gia sinh tử tồn vong sự tình. Khương Thành Hải nhìn lấy con trai của mình, cái kia một mặt nghiêm túc thần thái, không giống như là đang mở trò đùa. "Ta đã biết, yên tâm đi." Khương Thành Hải vỗ ngực một cái, bảo đảm nói. "Vì cái gì, ta luôn có loại dự cảm xấu à?" Nhìn xem Khương Thành Hải tự tin như vậy dáng vẻ, Khương Khiêm chợt có chút chột dạ. "Dù sao, Khương Thành Hải mặc dù là phụ thân của hắn, nhưng cũng là một cái tên khốn kiếp." thỉnh thoảng liền hố hắn cái này làm nhi tử dẫn đến hắn căn bản là không có cách yên lòng. Khương Thành Hải bỗng nhiên lại mở miệng nói ra, đúng, ngươi còn chưa có ăn cơm à? Ta cái này liền đi ăn bài. Nói đi, Khương Thành Hải liền vội vội vã quay người rời đi. Bạch Phiêu Tuyết nhìn xem rời đi Khương Thành Hải, không chịu nổi tò mò trong lòng, thế là dò hỏi Khương Khiêm, Tần Vương có phải hay không muốn kéo ngươi đến hắn trong trận doanh? Khương Khiêm nhìn xem trong tay thiếp mời, gật đầu bất đắc dĩ, rằng thật sự loại chuyện này ta tuyệt không muốn lẫn vào đi vào. Yên tâm đi, vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ một mực chờ ở bên cạnh ngươi. Bạch phiêu tuyết hai tay bắt lấy Khương Khiêm tay phải, ôn nhu mà cười cười. Khương Khiêm nhìn xem trước mắt cái này vô cùng dịu dàng bạch phiêu tuyết, lại trong lúc nhất thời lâm vào trong đó. Bạch sư tỷ Giữa hai người bầu không khí, đạt đến một loại thập phần vi diệu thời điểm. Một tiếng khóc nỉ non trong nháy mắt phá vỡ giữa hai người loại không khí này. Oa oa oa. Bạch phiêu tuyết trong nháy mắt sắc mặt xấu hổ đỏ bừng cúi xuống xuống, thuận thế buông lỏng ra Khương Khiêm tay phải. Khương Khiêm ánh mắt nhưng là chú ý tới bên ngoài vú em, trong ngực chỗ ôm anh Hải. Cái kia, anh Hải giống như chính là hôm đó tại trong cổ khê thôn bên trong cứu xuống à. Nghĩ tới đây, Khương Khiêm đi tới cái kia Hải Nhi trước người. Khương thiếu ra. Vú em thấy được Khương Khiêm đi tới, tôn kính hồ. Khương Khiêm gật đầu một cái, cúi đầu nhìn xem cái kia khóc giống anh Hải. Không biết vì cái gì, khương khiêm vừa qua tới nàng liền không còn khóc giống ngược lại hướng khương khiêm nhếch miệng nở nụ cười khương khiêm thấy vậy không khỏi cũng bắt đầu cười đúng nàng tên gọi là gì khương lăng khương lăng khương lăng khương lăng ngươi cần phải thật tốt lớn lên hi 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 khương lăng cũng vui vẻ cười theo chỉ chốc lát sau khương lăng liền lâm vào ngủ say bên trong khương thiếu ra ta trước hết cáo tử ân vú em ôm khương lăng quay người rời đi khương khiêm nhìn xem rời đi lấy bạch phiêu tuyết nói sư tỷ chúng ta trở về đi thôi không cần mấy ngày sao không được về trước tông môn một chuyến à tốt à tiếng nói vừa dứt xong khương khiêm cùng bạch phiêu tuyết hai người lặng yên không tiếng động rời đi khương ra vốn là khương khiêm nguyên kế hoạch là nghĩ tại thiên trạch thành nghỉ ngơi mấy ngày thế nhưng là bởi vì cái kia phong thiệp mời duyên cớ khương khiêm không thể khâu trước quay về trong tông môn khương thành hải từ phòng bếp trở về thời điểm Phát hiện Khương Khiêm cùng Bạch Phiêu Tuyết hai người biến mất không thấy. A, à, người đâu? Chẳng lẽ đi trở về, chuẩn bị xong nhiều như vậy món ăn. Tính toán, vậy thì do ta gắng gượng làm ăn hết à, đến nỗi ăn không hết, lời còn sót lại, liền cho những trưởng lão kia ăn. Rất nhiều trưởng lão, Khương Khiêm cùng Bạch Phiêu Tuyết hai người ngồi ở trên Lôi Diễm Phi Vũ Lưng chim ưng, đang nhàn nhã thời điểm, Lôi Diễm Phi Vũ ưng bỗng nhiên khẩn cấp đổi phương hướng. Lần này kém một chút đem không có chuẩn bị chút nào Khương Khiêm bỏ rơi bay ra ngoài. Con mẹ ngươi, chuyện gì xảy ra? Khương Khiêm ổn định thân hình sau, ánh mắt lập tức nhìn bốn phía. Bạch phiêu tuyết lôi kéo Khương Khiêm góc áo, chỉ hướng mặt đất. Khương Khiêm ánh mắt tùy theo nhìn về phía mặt đất. Lại phát hiện trên mặt đất có vô số nhân theo lấy hắn công kích mà đến. Ngự thú môn, không đúng, bọn hắn thiếu tông chủ bây giờ đều còn tại, chúng ta trong tông môn. Hơn nữa, bọn hắn thậm chí cũng không biết ta về tới thiên trạch thành ma tộc cũng không đúng bọn hắn sử dụng cũng không phải ma công nào vậy thì chỉ còn lại một người đó chính là thái tử trần kiến chi hắn cho là ta gia nhập tần vương vì có thể thiếu một địch nhân hắn liền muốn giết ta khương khiêm suy xét ngoài một đạo kiếm mang bỗng nhiên hướng về hắn đánh tới vạch phá không khí phát ra lốp bốp âm thanh khương khiêm cẩn thận bạch phiêu tuyết hô to một tiếng sau không chút do dự chắn Khương Khiêm trước mặt, trước người ngưng kết ra một đạo tường băng. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 38, chuyện đột nhiên xảy ra. Bạch phiêu tuyết mặc dù phản ứng lại, ở trước mặt mình ngưng kết ra một đạo tường băng. Nhưng mà, đạo kiếm mang kia tựa hồ uy lực càng lớn. Bành. Một tiếng nổ tung, tường băng tùy theo sụp đổ, biến thành trên mặt đất vô số vụn băng. Tí tách. Bạch phiêu tuyết chỗ ngực xuất hiện một đạo vết kiếm, tí ti máu tươi theo vết thương nhỏ xuống ở lôi diễm phi vũ ưng trên lưng khương khiêm nhìn xem từ bạch phiêu tuyết trên thân máu tươi chảy ra lập tức đứng dậy bạch sư tỷ ngươi không có việc gì bất quá chỉ là một chút tiểu còn chưa có nói xong bạch phiêu tuyết mười phần bị đau nửa quỳ xuống vết thương lại còn đang không ngừng mở rộng thậm chí có thể lờ mờ trực tiếp nhìn thấy cái kia trắng hiếu xương cốt khương khiêm lo lắng đỡ bạch phiêu tuyết ngồi xuống sư tỷ ngươi trước nghỉ ngơi một chút nói đi Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên không mang theo mặt nạ nam tử, trong tay phải hiện lên dao cốt kiếm. Một giây sau, hắn trực tiếp vọt tới tên nam tử kia trước mặt, một kiếm vung trảm mà đi. Bang. Mặt nạ nam lập tức sử dụng chính mình trường kiếm đón đỡ ở Khương Khiêm nhất kích. Nói, ngươi có phải hay không thái tử phái tới người? Khương Khiêm giận dữ hỏi đạo. Mặt nạ nam cũng không trả lời hắn, một kiếm bắn ra Khương Khiêm. Khương Khiêm lùi lại mấy bước sau, ổn định thân hình. Ánh mắt ngưng trọng lại tức giận nhìn xem này mặt nạ nam. Gió bấc Băng Lang, giết những người đó. Khương Khiêm tay phải vung lên, gió bấc Băng Lang từ không trung rơi đến trên mặt đất. Ánh mắt hung ác nhìn xem tọa vây đám người, nổi giận gầm lên một tiếng sau, bắt đầu điên cuồng cắn xé cái này một số người. Lôi Diễm Phi Vũ Ưng lúc này cũng tới đến bên cạnh Khương Khiêm, mà về phần Bạch Phiêu Tuyết thì chờ ở trên phi kiếm. Mặt nạ nam nhìn xem khí thế hung hăng Khương Khiêm cùng Lôi Diễm Phi Vũ Ưng, cùng với mặt đất gió Bắc Băng Lang. Một hồi cân nhắc sau, hắn lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy, Đả Thương Bạch Sư tỷ còn nghĩ chạy. Khương Khiêm một cái bước ra liền đã đến mặt nạ nam trước mặt, không chút do so dự một kiếm vung chém ra đi. Mặt nạ nam lập tức tiến hành đón đỡ, mặc dù thành công đón đỡ ở Khương Khiêm một kích này. Nhưng mà, bỗng nhiên từ Khương Khiêm trên tay bốc lên từng đạo hắc khí, những thứ này cùng hắc khí trong nháy mắt quấn quanh ở mặt nạ nam trên cánh tay. Mặt nạ nam muốn tránh thoát mở cái này cổ quỷ dị hắc khí, thế nhưng là phát hiện cỗ khói đen này tựa như như rắn, gắt gao cắn chết ở hắn. Căn bản là không có cách hất ra. Hưu. Lôi diễm phi vũ ưng giận gáy một tiếng, một chảo trực tiếp rạch ra mặt nạ nam phía sau lưng. Ba đạo vết thương máu chảy rầm rề tùy theo hiện ra, chảy ra máu tươi nhuộm đỏ y phục. Một cái tứ gia yêu thú bỗng nhiên bốc lên, một ngụm hỏa cầu trực tiếp đánh vào trên thân Khương Khiêm. Lần này, lệnh mặt nạ nam có thể tránh thoát. Vừa mới tránh thoát, hắn liền không chút do so dự trực tiếp quay người rời đi. Khương Khiêm nhìn xem đã đi xa mặt nạ nam, biết bây giờ chính mình muốn đuổi theo đi, trên cơ bản là không thể nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đánh lén hắn tứ gia yêu thú, hướng về phía trên mặt đất đã cắn xé xong những người kia gió bắc băng lang ra lệnh. Gió bắc băng lang, giết cái kia tứ gia yêu thú. Giống, gió bắc băng lang thuấn di đến cái kia tứ gia yêu thú trước người, tại nó mạnh mẽ hữu lực công kích đến. Chỉ là tứ gia yêu thú, không đến phút chốc cũng đã chết ở gió bắc băng lang răng nanh phía dưới gió bấc băng lang liếm láp rồi một lần bên miệng máu tươi sau ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một cái cây đằng sau nhìn sau một hồi liền lại thu hồi ánh mắt về tới ngự thú trong giới chỉ khương khiêm một lần nữa về tới bạch phiêu tuyết bên cạnh hắn đem từ thất thải con nai thú trên thân lấy được tinh huyết đưa cho nàng bạch sư tỷ uống nhanh tiếp khương khiêm đỡ bạch phiêu tuyết thận trọng đút bạch phiêu tuyết theo tinh huyết tiến vào bạch phiêu tuyết trong thân thể sau nàng vết thương kia dần dần khép lại không có bạch sư tỷ ngươi đã khỏe một chút không có khương khiêm vội vàng dò hỏi bạch phiêu tuyết xúc vào khương khiêm trong ngực lộ ra lướt qua một cái hạnh phúc nụ cười lắc đầu không có việc gì vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi khương khiêm nội tâm treo tảng đá đang nghe được bạch phiêu tuyết lời nói sau rơi xuống ta vốn là không muốn cuốn vào trong đó nhưng đây đều là ngươi bước ta ta bây giờ mặc kệ nội dung bộ chuyện gì hướng đi cũng không để ý ai là người thắng lợi sau cùng lão tử hôm nay liền muốn cải thiện nguyên tắc kịch bản ngươi không phải không để tần vương làm hoàng đế sao lão tử hôm nay hết lần này tới lần khác muốn để hắn làm hoàng đế lần này khương khiêm triệt để bị chọc giận tất nhiên ngươi chọc giận ta ta không ngại hoàn toàn thay đổi kịch bản mấy ngày sau khương khiêm cùng bạch phiêu tuyết hai người về tới bên trong thanh sơn tông hơn nữa hai người bọn họ chuyện gặp tập kích cũng bị truyền vào bên trong thanh sơn tông bạch thiên phong nghe nữ nhi của mình bị tập kích còn bị thương tổn trong nháy mắt nổi giận. Cha, mụ nội nó cho lão tử cha, coi như đem lòng viêm quốc bay lên úp sấp, ta cũng muốn cha ra là cái nào rác rưởi dám phục kích ta Bạch Thiên Phong nữ nhi. Là, triệu khôn mang theo một đám trưởng lão, nhìn thấy Bạch Thiên Phong như thế nổi giận bộ dáng, tại chỗ dọa đến lập tức cho miệng một lời trả lời. Cùng lúc đó, Trần Thế Dân ngồi ở trong phòng mình, nghe được tin tức này, tại chỗ phá lên cười. Ha 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 ha, Trần Kiến Chi đầu ngốc này, lại dám đi phục kích Khương Khiêm cùng Bạch Phiêu Tuyết ta còn đang lo Khương Khiêm không thể vào ta trận doanh đâu, ngươi dạng này một lộng, Khương Khiêm tất nhiên sẽ gia nhập vào trận doanh của ta bên trong. Hơn nữa, ngu xuẩn nhất chính là, thế mà mới thương tổn tới Bạch Phiêu Tuyết, Bạch Phiêu Tuyết thế nhưng là Bạch Thiên Phong hòn ngọc quý trên tay, thương tổn tới nàng, đây không phải là đem Thanh Sơn Tông hướng về ta bên này đẩy sao? Trần Thế Dân vui vẻ đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, mỉm cười, hôm nay phong cảnh ngược lại là ánh nắng tươi sáng à. Khương Khiêm xếp bằng ở chính mình trong chỗ, cũng không dự định lập tức đi tìm Trần Thế Dân, mà là tu luyện vạn ma kỳ lân quyển, trên thân liên tục không ngừng bốc lên ma khí, những thứ này ma khí lây nhiễm chung quanh linh khí. Hắn bên hông lam văn ngọc bội sáng lên, đem nóng nảy ma khí làm cho bình tĩnh, hóa thành một từng cái từng cái như sợi tơ, tràn vào tiến vào khương khiêm trong thân thể. Hắn phần lưng đen kỳ lân hình xăm càng thêm rõ ràng. Đông đông đông. Cửa phòng bây giờ bị gõ. Khương Khiêm nghe vậy, ung dung mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí sau, đem chung quanh ma khí xua tan sau. Đứng dậy đi tới cửa chính, mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy ngô kim phượng ra hỏa này. Đại sư Huynh, ta nghe nói ngươi bị tập kích, ta trước tiên sang đây xem ngươi, ngươi nhìn ta quan tâm ngươi đi. Ngô kim phượng cười hắc hắc, sờ lấy cái ót. Thứ trong lúc nhất thời, ta cái này đều trở về hơn một giờ. Có chuyện gì không? Khương Khiêm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngô Kim Phượng nghe vậy, vỗ đầu một cái, lập tức trở về nói. Ngươi nhìn ta cái não này, ta thế mà lập tức quên đi. Một tháng sau, Long Cổ Bí cảnh liền muốn bắt đầu, tông chủ cố ý bảo ta tới cùng đại sư huynh, ngươi nói một tiếng, gọi đại sư huynh ngươi chuẩn bị một chút. Ân, ta đã biết. Tốt, ta cũng nên đi đưa cho thánh tử, thật không biết, thánh tử cường đại như vậy, thế mà lại còn bị yêu thú làm bị thương. Chờ một chút, Ngô Kim Phượng, ngươi nói đoạn ngọc thanh bị yêu thú làm bị thương, chuyện xảy ra khi nào? Mấy ngày trước à, cũng không phải rất lâu. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành, tập 39, mấy ngày trước. Khương Khiêm chân mày hơi nhíu lại, ngay sau đó lại mở miệng dò hỏi, "Tập kích Đoạn Ngọc Thanh yêu thú, là cái gì yêu thú?" "Điểm này ta thì không biết, có lẽ thánh nữ biết chưa, thánh tử chỉ cho phép nàng đi vào, căn bản vốn không để cho ta đi vào." Ngô Kim Phượng bất đắc dĩ lắc đầu. "Ta đã biết, ngươi đi đi. Ân, ta trước hết rời đi." Nói đi, Ngô Kim Phượng liền trực tiếp quay người rời đi. Đoạn Ngọc Thanh, đạo thân ảnh kia chính xác cùng hắn rất giống. Muốn đi hỏi Khương Tử Huyên sao? Vậy thì quên đi, đoán chừng nàng và Đoạn Ngọc Thanh một dạng, đã là thái tử trong trận doanh người. Hỏi cũng là hỏi không. Khương Khiêm lắc đầu, đóng cửa lại sau, một lần nữa về tới trong phòng mình, tiếp tục tu luyện vạn ma kỳ lân quyển. Hai ngày sau, Khương Khiêm thân mang một bộ bạch y, phát lấy bạch ngọc quan buộc lên, tựa như cái kia công tử văn nhã giống như. Khương Khiêm, ta một thân này đẹp không? Bạch Phiêu Tuyết lấy một bộ quần màu tím nhạt, áo khoác ngắn tay mỏng màu trắng nhạt sa y, môi son xóa có nhạt nhạt son phấn, tựa như cái kia không dính khói lửa trần gian tiên nữ giống như. Khương Khiêm gật đầu một cái, cười nhạt nói: dễ nhìn, một thân này thật sự là rất thích hợp Bạch sư tỷ. Hi hi hi. Nghe được Khương Khiêm khích lệ, Bạch Phiêu Tuyết lộ ra vui vẻ nụ cười. Lúc này ba ba ba, Tần Vương Trần Thế Dân bỗng nhiên xuất hiện, vỗ tay, cười nhạt nói: Đại sư huynh cùng thiếu tông chủ. Ngược lại thật là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Chúng ta đi thôi." Tiếng nói vừa dứt xong, Khương Khiêm cùng Bạch Phiêu Tuyết hai người theo Trần Thế Dân ngồi lên xe ngựa, nhanh chóng cách rời Thanh Sơn Tông. Nói là xe ngựa, kỳ thực căn bản không phải từ ngựa bình thường tới kéo, mà là ba con yêu thú cấp 3 Tuấn Phong Cuồng Lang, loại này yêu thú đặc điểm chính là chạy tặc nhanh, còn dễ dàng thuần phục. Một chút kẻ có tiền hay là có quyền người, ngồi xe ngựa đều là do những thứ này Tuấn Phong Cuồng Lang kéo. Rất nhanh Khương Khiêm bọn người liền đã đến tổ chức chi địa, đó là một chiếc cực lớn thuyền. Ba người bọn họ tiến vào hội trường sau, liền thấy được bên trong đã sớm hội tụ các đại thanh niên tài tuấn. Mà ngồi ở lên trước là thái tử Trần Kiến Chi, bên người đang ngồi chính là Đoạn Ngọc Thanh, Khương Tử Huyên, cùng với Hồ Mộ Nhụy. Khương Khiêm cùng Bạch Phiêu Tuyết theo Trần Thế Dân ngồi ở một cái không thể nào thu hút chỗ. Khương Khiêm vừa mới ngồi xuống, ánh mắt liền nhìn về phía Hồ Mộ Nhụy. Hồ Mộ Nhụy, nàng như thế nào gia nhập thái tử trận doanh? Ta nhớ được từ bắt đầu đến kết thúc, nàng cũng là một mực bảo trì trung lập. Vì cái gì, nàng đột nhiên gia nhập vào thái tử trong trận doanh. Chẳng lẽ, kịch bản đã phát sinh biến hóa? Nếu như, hồ mộ nhụy gia nhập vào thái tử trận doanh mà nói, cái kia điều khiển tứ gia yêu thú đánh lén ta người, có thể hay không chính là nàng. Hồ mộ nhụy tựa hồ chú ý tới Khương Khiêm ánh mắt, vô ý thức cúi đầu xuống, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Khương Khiêm nhìn thấy hồ mộ nhụy phản ứng, đại khái đã không sai biệt lắm đoán được chỉ là hắn cũng không nói ra. Trần Thế Dân cau mày, nói, không nghĩ tới thánh tử thánh nữ đều bị Trần Kiến Chi kéo tới, còn bên ngoài dựng một cái ngự thú môn thiếu tông chủ, có chút khó khăn à. Bạch Phiêu Tuyết nhìn xem Đoạn Ngọc Thanh, do dự một chút sau, tại Khương Khiêm bên tai nhỏ giọng nói, "Khương Khiêm, ngươi có cảm giác hay không, Đoạn Ngọc Thanh cùng hôm đó tập kích chúng ta mặt nạ nam rất giống. Hơn nữa, ta nghe nói, hắn vài ngày trước còn bị yêu thú đả thương, đây cũng quá trùng hợp à." nhìn lại một chút à khương khiêm trả lời ân bạch phiêu tuyết gật đầu một cái trần kiến chi bây giờ đứng lên mỉm cười nói các vị đang ngồi cũng là ta long viêm quốc thanh niên tài tuấn rất cảm tạ chư vị có thể cho ta cái này thái tử mấy phần chút tình mọn nguyện ý đi tới trần thế dân cùng khương khiêm hai người nghe được trần kiến chi lời nói ngữ khịt mũi coi thường cái gì gọi là nguyện ý cho ngươi thái tử mấy phần chút tình mọn cái này tụ hội cũng không phải ngươi cử hành mà là từ hoàng thất cử hành. Cũng không phải ngươi Trần Kiến Chi nương làm. Hắn nói như vậy, đơn giản chính là nói cho các vị ở tại đây thanh niên tài tuấn, một cái đạo lý. Ta là thái tử, về sau cái này hoàng vị là từ ta kế thừa, ta liền có thể đại biểu hoàng thất. Hy vọng các ngươi không muốn không thức tốt xấu. Lúc này, một cái thân mang xiêm y màu xanh nam tử đứng lên, cười nhạt nói. Chư vị, dựa theo những năm qua quy củ, trận đầu tất nhiên là đấu văn. Đấu văn, quá không thú vị, trực tiếp bắt đầu đấu võ, mỗi năm đấu văn, chiếm cứ phần lớn thời gian thật sự là vô vị. Đúng, ta cũng ngán, trực tiếp đấu võ thật tốt. Ngươi xem một chút tại chỗ có mấy cái là văn nhân. Đại bộ phận không phải đều là tu sĩ, nếu đều là tu sĩ, làm gì như thế vẻ nho nhã, võ đâu lấy được. Trong lúc nhất thời, phần lớn người đều duy trì đấu võ. Trần Kiến Chi lúc này lại ra mặt. Tất nhiên chư vị đều nghĩ đấu võ mà nói, vậy liền đấu võ. Nhưng mà quy củ cũng không thể hỏng, dạng này ta phái ra một người tiếp đó tần vương lại phái ra một người như thế nào cái này tiểu ma cà bông cố ý để cho ta khó xử trần thế dân quay đầu nhìn về phía khương khiêm hỏi đại sư huynh ngươi có thể hay không làm thơ sẽ không mà nói chúng ta liền từ bỏ à cũng có thể thử một chút khương khiêm trả lời trần kiến chi cái này hỗn đản tuyệt đối sẽ phái ra đoạn ngọc thanh cái này số một lớn liếm chó tất nhiên ta đã cùng đoạn ngọc thanh đứng ở mặt đối lập không ngại liền ác tâm một phen ra hỏa này. Trần Thế Dân gặp Khương Khiêm đều nói như vậy, lựa chọn tin tưởng hắn. Một giây sau, hắn đứng lên, nói, tất nhiên Thái tử Điện Hạ đều nói như vậy, ta cũng chỉ là cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Kiến Chi ngửi lời, cười lạnh một tiếng. Chợt, ánh mắt nhìn về phía đoạn Ngọc Thanh, Thánh tử liền nhờ cậy ngươi. Ân, đoạn Ngọc Thanh đứng lên, đi đến ở giữa. Khương Khiêm cũng theo đó đứng lên, đi tới đoạn Ngọc Thanh đối diện khương khiêm hai tay phụ sau nhìn xem đoạn ngọc thanh cười nhạt nói thánh tử phía sau lưng còn đau không không nghĩ tới cường đại như vậy thánh tử ngài lại bị chỉ là một con yêu thú tập kích đoạn ngọc thanh nghe vậy lạnh rên một tiếng bớt nói nhiều lời là ngươi trước tiên làm thơ vẫn là ta tới trước ngươi là thánh tử ngươi tới ta bất quá chỉ là một kẻ đệ tử thôi cũng không dám đoạt ngươi danh tiếng khương khiêm ung dung không vội cười nhạt nói nói đùa lão tử đọc thuộc lòng thơ đường ba trăm bài có cái này hoa hạ năm ngàn năm nội tình, há sẽ sợ ngươi cái này cháu con rùa hay sao? Một lát sau, đoạn Ngọc Thanh ngâm ra bản thân thi tử, đây là một bài liên quan tới chiến đấu thi tử. Tại chỗ nam tử không một không nghe nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng một chữ rơi xuống đất, toàn trường trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hảo, thật sự là quá tốt. Ta một cái tháo hán đều cảm thấy bài thơ này hảo, không hổ là thanh sơn tông thánh tử à. Chính là chính là, không chỉ có thực lực cường đại, còn như thế có tài hoa, bội phục bội phục. Cái này gọi Khương Khiêm đúng không, nhìn qua không có gì đặc biệt, đoán chừng là không có khả năng giành được đoạn Ngọc Thanh. Đó là tất nhiên, đoán chừng tại chỗ không một người có thể so sánh được đoạn Ngọc Thanh. Đối mặt chung quanh tán dương chi thanh, đoạn Ngọc Thanh kiêu ngạo khóe miệng hơi hơi dương lên. Đến phiên ngươi, để cho ta nhìn một chút ngươi có phải hay không đang khoe tài. Khương Khiêm Bạch phiêu tuyết khẩn trương lại lo lắng nhìn xem Khương Khiêm. Bạn chuẩn bị xem vô tình xuyên qua, ta trở thành. Tập 40. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tụ tập ở trên thân Khương Khiêm. Nhất là thái tử Trần Kiến Chi, lộ ra một vòng trêu tức cười lạnh, "Khương Khiêm, hừ, bất quá chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé đi ra ngoài người thôi, có thể có cái gì tài hoa. Thực lực ngược lại là có mấy phần, bất quá cũng chỉ là mãng phu một cái thôi, không lên được nơi thanh nhã." Ngồi ở bên người Khương Tử Huyên chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nàng cực kỳ không vui nhìn xem Trần Kiến Chi. Nhưng mà, lại không có nói tiếp thứ gì. Khương Khiêm hít thở sâu một hơi, ung dung ngâm lên. Hồng Tô Thủ, Hoàng Đăng Tửu toàn thành xuân sắc thành cùng liễu. gió đông ác, hoan tình mỏng. Một ly vẻ u sầu, mấy năm chia lìa. Sai, sai, sai. Khương Khiêm đem hắn kiếp trước thế giới bây giờ nổi danh châm đầu Phượng Hồng Tô Thủ cùng châm đầu Phượng Tình đời mỏng hai bài thơ ngâm ra. Cái này hai bài thơ đều là một bài bi tình thơ, cùng đoạn ngọc thanh chiến trường kia chém giết nhiệt huyết thi từ tạo thành cực mạnh tương phản cảm giác. Tại trong trận này thanh niên tài tuấn có không ít nữ tính, các nàng tất cả bởi vì Khương Khiêm này thơ cảm thấy cộng minh. Loại kia yêu và mất, bất đắc dĩ cùng chua xót, bị phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn giết hại bi thương, đều làm các nàng rơi nước mắt. Bạch Phiêu Tuyết nghe này thơ, một giọt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, nàng lại không biết, nội tâm còn đắm chìm tại thi tử trong bi thương. Khương Tử Huyên cũng là như thế, bất quá nàng rất nhanh phản ứng lại, nhìn xem Khương Khiêm, lẩm bẩm nói, Khương Khiêm lúc nào có thiên phú như vậy, hắn lúc nào từng có kinh nghiệm như thế. Như thế thê mỹ tình yêu đều làm ta cảm xúc. Đúng vậy à, ta nghiêm trọng hoài nghi Khương Khiêm hắn trải qua loại chuyện này. Ta đáng thương nhất trong thơ nữ tử, nguyên bản có thể cùng chính mình chỗ ân ái người cùng một chỗ, nhưng phải ứng phụ mẫu chi ngôn, bị thúc ép tách ra. Bài thơ này, đơn giản không thể bắt bẻ, ta nguyên lai tưởng rằng đoạn Ngọc Thanh đã thiên hạ vô song. Không nghĩ tới còn có người so với hắn còn lợi hại hơn, xin hỏi các hạ có thể hay không nhận lấy ta sùng bái không một người không khen ngợi Khương Khiêm, thậm chí có nữ tử tự động đem Khương Khiêm liên hệ trở thành trong thơ nam chính, ở trong mắt các nàng Khương Khiêm trong nháy mắt trở thành một cái thâm tình bộ dáng. Trần Kiến Chi bản muốn đánh đệ đệ mình Trần Thế Dân khuôn mặt, chưa từng nghĩ thế mà bị đánh mặt. Trần Thế Dân tâm tình thật tốt, đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, Hoàng Huynh, đa tạ. Trần Kiến Chi ngửi lời, lập tức cảm giác trên mặt mình nóng hừng hực, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Không nghĩ tới, tam đệ thủ hạ lại còn có như thế mới phú người, vì huynh ta là thật hâm mộ à. Bất quá, ta xem vị này khương khiêm niên kỳ hẳn là rất nhỏ à, ta rất hiếu kỳ, như thế thê mỹ cố sự, hắn thật chẳng lẽ trải qua sao? Nếu không có trải qua, làm sao có thể viết ra thê mỹ chân thực? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức bắt đầu nghị luận. Đúng vậy à, cái này khương khiêm niên kỳ nhỏ như vậy, làm sao có thể viết ra như thế khắc cốt minh tâm thê mỹ câu thơ? Không tệ không tệ, thái tử vừa nói như vậy, ta cũng bắt đầu có chút hoài nghi có phải là hắn hay không viết. Dù sao, nếu không có trải qua, rất khó viết ra. Loại này thơ, bình thường chỉ có trải qua mới có thể viết chân thật như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại Khương Khiêm trẻ tuổi như vậy, làm sao lại viết đi ra. Trần Kiến Chi nhìn xem người chung quanh phản ứng, mỉm cười. Đây chính là hắn muốn kết quả. Đối mặt người chung quanh chất vấn, Khương Khiêm lộ ra 10 phần tự nhiên, cười nhạt nói, ta chính xác không có trải qua loại chuyện này. Bất quá Ta nhưng từ mẫu thân của ta trong miệng nghe qua loại cố sự này, mà ta bài thơ này chính là căn cứ câu chuyện kia viết đi ra. Chư vị, còn có dị nghị sao? Tất cả mọi người trong nháy mắt lại độ bắt đầu nghị luận. Ta rất muốn nghe một chút câu chuyện kia à, nhất định rất thế mỹ. Bất quá, Khương Khiêm Tài Hoa không thể nghi ngờ, có thể bằng vào cố sự, viết ra như thế làm cho người thân lâm kỳ cảnh thi tử là thật lợi hại. Năm nay đấu văn, nhất định Khương Khiêm chiến thắng. Trần Kiến Chi khóe miệng giật giật, cố giả bộ tỉnh táo miễn miễn cưỡng cưỡng gạt ra một nụ cười tự nhiên khương huynh tài hoa thật sự là hơn người quả thực lệnh tại hạ bội phục cái này hỗn đản lại dám trợ giúp tần vương đánh mặt ta quả nhiên đoạn ngọc thanh nói không có sai khương khiêm cái này hỗn đản không thể lưu một lát sau khương khiêm mới về tới chính mình trên bàn tiệc bạch phiêu tuyết lập tức mở miệng dò hỏi khương khiêm ngươi câu chuyện kia có thể nói cho ta nghe một chút không ân chờ đến lúc có thời gian ta liền nói cho ngươi nghe. Khương Khiêm ôn nhu cười trả lời. Bạch phiêu tuyết vui vẻ gật đầu một cái. Ân. Đoạn Ngọc Thanh cũng trở về Trần Kiến Chi thân bên cạnh, nói. Chờ một chút, đấu võ thời điểm, ta nhất định sẽ không để cho Thái tử Điện Hạ thất vọng. Ân, ta tin tưởng Thánh tử ngươi. Trần Kiến Chi gật đầu một cái trả lời. Đoạn Ngọc Thanh ánh mắt âm tàn nhìn về phía vừa nói vừa cười Khương Khiêm cùng Bạch Phiêu Tuyết. Nếu không phải Khương Khiêm, tiểu sư muội bây giờ chắc chắn cũng đã cùng với ta. Nếu không phải Khương Khiêm, vừa rồi ta cũng không đến nỗi sẽ bị mất mặt mũi. Đây hết thảy, cũng là Khương Khiêm sai. Sau đó không lâu. Đấu võ bắt đầu, rất nhiều thanh niên tài tuấn kích động. Từng cái bắt đầu ở giữa sân tỉ thí với nhau. Đại sư Huynh, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đánh thắng đoạn Ngọc Thanh? Trần Thế Dân mở miệng dò hỏi. Không biết, đoạn Ngọc Thanh thực lực hay là rất mạnh, ta nhưng không có nắm chắc mười phần. Khương Khiêm cũng không có quá nhiều tự tin có thể đánh thắng đoạn Ngọc Thanh trừ phi ta bại lộ vạn ma thánh thể cùng sử dụng vạn ma kỳ lân quyền có lẽ liền có thể đánh thắng hắn bạch phiêu tuyết lúc này mở miệng nói ra khương khiêm đến lúc đó ta tới cùng hắn so một hồi ngược lại hai người chúng ta thực lực đều không khác mấy trần thế dân nghe vậy lúc này mới chú ý tới bạch phiêu tuyết đúng à bạch phiêu tuyết cảnh giới cùng đoạn ngọc thanh cảnh giới giống nhau như đúc hơn nữa hai người đều đón nhận truyền thừa nói không chừng thực lực đều không khác mấy đến lúc đó làm phiền thiếu tông chủ." Trần Thế Dân hướng về phía Bạch Phiêu Tuyết nói. Bạch Phiêu Tuyết gật đầu một cái, chưa hề nói thứ gì. Trần Kiến Chi tự nhiên cũng bắt đầu cùng Đoạn Ngọc Thanh bọn hắn nói cái gì, đoán chừng cũng là liên quan tới đấu võ. Mà, huynh đệ bọn họ hai người đều nghĩ thu được đấu võ thắng lợi, đơn giản một điểm chứng minh thực lực của bọn hắn, thừa cơ lôi kéo những thứ này thanh niên tài tuấn đứng ở bọn hắn trong trận doanh. Tại chỗ đông đảo thanh niên tài tuấn, rất nhiều cũng là đại thần trong triều con cái mà bọn hắn tới tham gia trận này tụ hội, đoán chừng cũng là chịu trong nhà phụ mẫu chỗ an bài, vì chính là quan sát thái tử cùng Tần Vương. Phải biết hoàng thượng không còn sống lâu nữa, mặc dù Trần Kiến Chi là cao quý thái tử, nhưng căn bản vốn không chịu hoàng đế chào đón. Hết lần này tới lần khác hoàng đế lại mười phần sủng ái Tần Vương Trần Thế Dân. Không chắc, hắn lúc sắp chết sẽ viết xuống di chiếu, phê thái tử, ủng lập Tần Vương. Điều này cũng làm cho lệnh đại thần trong triều trong lúc nhất thời căn bản không dám kiên định đứng tại Trần Kiến Chi bên này. Mà bọn hắn vừa vặn mượn lần này hoàng thất chỗ cử hành giao lưu hội, xem cho rõ Trần Kiến Chi cùng Trần Thế Dân huynh đệ hai người. Huynh đệ bọn họ hai người tự nhiên cũng biết bọn này trong triều lão hồ ly tâm tư, vì vậy bọn hắn hết khả năng biểu hiện. Đoạn Ngọc Thanh đi tới giữa sân, chỉ hướng Khương Khiêm, lạnh lùng nói: "Khương Khiêm, ngươi đi ra, ta muốn cùng ngươi luận bàn một phen."